Son, for the sake of this assembly and holy beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-burden. Cùng tiếng nói thức tâm thình, vì thế Pháp hội khắp nhà thiết chúng sanh, tình chuyên hiểu Pháp luân nhau đạo ngã môn. Như hạ liệu sanh thoát tử ly khổ đạc lạc, tổ chức vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sananto Sucedo Ye Alahudi Sanmyo Sambuddho Ye. Namo Sananto Sucedo Ye Alahudi Sanmyo Sambuddho Ye. Namo Tathagata Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Dato. Namo Tathagata Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Dato. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come once true and actual principle. Wu shang shen shen wei miao fa bai tian wan jie nan zao yu wai qin qian wan de shao zhi yuan jie ru lai zhen shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Huineng, Venerable Shenhua, Venerable Lafong people, and all good knowing advisors, Amitofo. Amitofo. Chu Fo Pusa, Liu Tzu, Shifu, Shangren, Gawai, Chu Charen, Gawai, Shantishu, Amitofo. Amitofo. Chu Fo Pota, Kinto, Lukto, Teng Kinghua, Kiteko, Kavika, Vakivi, Tintitik, Ayidafa. Ayidafa. Today is mid-month. Ngày hôm nay là giữa tháng 11 năm 2020. Chúng ta đang ở đây để tiếp tục bàn về Kinh Lục Tổ. Hiện thời chúng ta đang là ở chương thứ 8. Lục Tổ dạy cho chúng ta về đốn ngộ và tiệm ngộ. Hiện tại chúng ta đang ở tấm thứ 86. Chúng ta có những cái câu hỏi nào mà chưa có trả lời hay không từ tuần trước? Không có ha. Okay. Sutra text. Kinh văn. If you enlighten to yourself nature, nếu mình tỏ sáng tánh mình, thì chẳng lập Bồ Đề Niết Bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến. Tấm 87. If you enlighten to yourself nature, nếu mình tỏ sáng tánh mình, có nghĩa rằng nếu như quý vị có khả năng thấy được tánh của mình, trước khi mà quý vị thấy được cái tánh của mình, thì cái đó nó chỉ là cái khái niệm ở trong đầu mà thôi. Thấy tánh cũng giống như là quý vị về tới nhà rồi. Experience of
going home is like seeing the self nature. Kinh nghiệm mà được về nhà rồi cũng giống như là quý vị đã ngộ được tự tánh. Not a mental construct. Okay. Đó, không phải là cái điều mà chỉ là về tâm thức mà thôi. Thì như vậy, chẳng lập Bồ Đề Niết Bàn. Nếu quý vị đã đến đó rồi, quý vị thấy được cái tự tánh rồi, thì trong tâm, quý vị không có còn nghĩ tới Bồ Đề Niết Bàn nữa, hoặc là giải thoát, hoặc là tri kiến. Cái lý do mà chúng tôi cần phải nói cho quý vị biết về Bồ Đề Niết Bàn, giải thoát, tri kiến là tại vì quý vị không biết nó là cái gì. Cho nên chúng tôi cần phải giải thích cho quý vị biết, nhắc nhở cho quý vị biết nó là cái gì. Nhưng mà một khi mà quý vị đã thấy tánh của mình rồi, quý vị ngộ được tự tánh, thì cái tâm của quý vị không còn nghĩ tới những cái chuyện này nữa, không có nghĩ tới Bồ Đề Niết Bàn hoặc là những cái thứ khác. Có nghĩa là cái tâm của quý vị nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới cái gì hết. Cái đó là cái ý nghĩa là như vậy. Không có một cái pháp nào là được lập. Nhất pháp bất lập. Có nghĩa là không có một cái pháp nào tạo ra hết. Có ai biết không? Cái này là ngôn ngữ của thiền tông. Nhiều người ta nói về cái vấn đề này. Nhưng mà đối với họ thì cái đó chỉ là đa số là người ta chỉ nghĩ đó là một cái khái niệm thôi, hoặc là không có cái ý nghĩa gì hết. Nhất pháp bất lập. Nếu như mà quý vị hiểu được tiếng Tàu thì nó có cái clue ở đó. Nhất pháp bất lập có nghĩa là gì? Not a single dharma, not a one dharma, not a single dharma is established. What does it mean? Nghĩa là gì? Yes, yellow, white. À, màu trắng. Master, in my opinion, means there are some dharma that's in capital letter, so I think that's a Buddha dharma. So because people have sickness, so the dharma is established to cure the sickness of people. Cái này là so Phật pháp. Nếu như mà người ta có bệnh nữa, thì cái pháp này sẽ có cái pháp để chữa cái bệnh. So it's not established. Cho nên nếu mà không có bệnh thì không có pháp chữa bệnh. Thì mừng là quý vị có nói. Ừ, nói lại đi. Thử lại lần nữa đi. Quý vị không có hiểu được. Bên tiếng Anh ấy, có cái từ là pháp. Phật pháp. Phật pháp bên tiếng Anh là phải là viết chữ hoa. Còn nếu như mà cái chữ pháp mà không có viết hoa thì là nhất pháp. Thầy xin lỗi là thầy làm cho quý vị hiểu lầm. Có ai khác không? Nếu quý vị muốn nói cái gì thì quý vị phải giơ tay lên để người ta thấy quý vị. Thầy không thấy quý vị thì cái đó không phải là lỗi của thầy. Và như vậy thì chúng tôi sẽ không gọi tên quý vị. Ai mà chọc giận cô Quả Ngân vậy? Tại sao mà cô không có tới để nghe giảng kinh vậy? That's an excuse, a very lousy excuse. Oh, cái đó chỉ là cái cớ thôi. Yes, raise your hand until they give you. Giơ tay lên để cho tới khi mà người ta cho quý vị cái microphone. No.
Có bao nhiêu cái handheld microphone mà chúng ta có vậy? Cho họ thêm cái đi. Chúng ta có đủ không? Violet. Màu tím. Does it mean that they do not strike up a single thought? Có phải là cái nghĩa là không có khởi nên cái tư tưởng nào hay không? Màu xanh. Established to me means that something's coming in. Cái lập này là có nghĩa là không có cái gì mà tạo ra mà nó chỉ là hiện tại mà thôi. Màu xanh ở phía dưới. Master, I believe it's related to one of the sutras a few weeks ago. They're saying if I, Master Wei Nong said if I told you I had a dharma to give you, I would be. Tại vì ngày Huệ Năng cách đây mấy tuần có nói là nếu như mà nói có một cái pháp nào đó để mà dạy thì như vậy là nói xô dối rồi. Actually, what makes you enlightened? Okay. What about you, Chinese? Thì quý vị mấy người Tàu, mấy người Đại Hàn, mấy người Việt thì sao? Go for it. What is it? Nhất pháp bất lập nghĩa là cái tánh biết của mình, cái Phật. Cái khả năng cái biết của mình đó, lục tổ nói là xưa nay không một vật. Mình nghe cái tiếng chuông kêu làm sao mình tả cái khả năng mà tiếng chuông, mình biết cái tiếng chuông. Hay mình biết nóng biết lạnh làm sao tả cái khả năng cái awareness đó được. Cho nên lục kỳ rồi tổ mới nói là tôi biết tất cả đều empty, là một cái tia chớp ở trong cái khoảng không đó thôi. Cũng là trật, chỉ còn một tia chớp. Không có lấy cái gì mà tả được cái empty, cái void đó hết á. Mà khi khởi cái tâm lên, gửi cái miệng lên nói là trật rồi. Cho nên mới nhất pháp bất lập rồi vậy. Tâm truyền tâm là tự ném cái đó biết chứ không lấy giấy tờ văn tự gì giảng cái đó được hết. Okay, we have someone from Taiwan originally. Có người bên Đài Loan. Màu đen. Black. I'm actually answering for Jiu Mountain for Jiu Mountain Temple. Bên Đại Hàn trả lời. There's no single thought arising. Là không có một cái tư tưởng nào khởi lên cả. So that's from Korea. What about? Cái đó Chinese? Là bên Đại Hàn. Còn bên người Tàu thì sao? Chinese origin. Người đến từ nước Tàu hoặc là người đến từ nước Đài Loan. Thì nghĩ là chắc là người Đài Loan họ sẽ chiếm cái nước Tàu á. Better do it quickly, otherwise Vietnam will. Nếu như mà không nhanh chân lên á là Việt Nam sẽ chiếm đó. Not funny to the Chinese. người yeah. Tàu người ta không có thấy buồn cười tí nào ha. You all right, you know. Quý vị đều là đúng hết. You understand. What does it mean that not a single dharma is established? Nhất pháp bất lập này, cái pháp này là thứ, không có cái gì mình có thể lập được hết, không có một thứ gì, không có một pháp gì, có nghĩa là không có thứ gì, không có gì thành lập được. How do you establish? Làm cách nào mà quý vị thành lập đây? How do you establish? How do you establish a school? Làm sao mà quý vị lập lên một cái trường học? How do you establish a company? Làm sao mà quý vị tạo ra được một công ty? A single dharma here. Nhất pháp này. So the Chinese nhất pháp bất lập. Ifa here is that a dharma. Okay. Ifa buli. English translation should be not a single dharma is established. Dharma here is a thing. Cái pháp này là bất cứ what cái thứ anything? Gì. Anything những cái thứ đó là thứ gì? Whatever your mind cái thứ mà of, ám chỉ tất cả những cái điều mà trong tâm của quý vị có thể okay. nhận biết được. Những cái gì mà cái tâm của quý vị có thể nghĩ tới được thì gọi là lập. Trước khi mà quý vị làm bất cứ cái việc gì, trước khi quý vị mở cái nhà băng, nhà hàng,
you hop on the car and go shopping. Hoặc là trước khi mà quý vị lên xe mà đi mua sắm thì cái chuyện gì nó xảy ra? Yeah, something with the hand. Giơ tay lên. You have to think about it before you do it. Quý vị phải suy nghĩ trước khi để mà làm. Đúng, cái đó là cái điều đầu tiên là quý vị phải suy nghĩ. In order to establish anything, và anything at all, để cho quý vị thầy tạo lập lên bất cứ cái gì thì quý vị phải suy nghĩ. Cái chuyện xảy ra là người Tàu họ chính xác lắm. Một khi mà quý vị nghĩ tới là một cái pháp nó được tạo ra. Và cái đây là bên Thiền Tông là người ta ám chỉ như vậy. The Dharma, by definition, cho nên, is anything your mind thinks of. So every time cái định nghĩa của cái pháp á, là cái pháp là Dharma. Bất cứ cái thứ gì mà cái tâm của quý vị có thể suy nghĩ tới. So unfortunately, unless you understand the chan, đáng tiếc là trừ khi mà quý vị hiểu được ngôn ngữ của thiền, người Tàu á, họ rất là rõ ràng, nhất pháp bất lập. Mà cái này là người Tàu nào mà hiểu được cái ngôn ngữ thiền này thì có nghĩa là không có một cái thứ gì mà quý vị suy nghĩ tới. Là cái tâm của quý vị nó trong sáng rõ ràng như vậy, không có một cái gì nó nổi khởi lên. Nếu mà quý vị nhìn vô cái bản chụp MRI ấy, thì nó chỉ có một màu thôi, không có cái màu khác. Nothing going không có on. Cái gì đó, không có cái gì nó chạy chẳng. Alright, it's not the same as cái này sleeping. Nó cũng không có giống như là quý vị ngủ đâu. When you scan people who are sleeping, thì khi mà những cái người mà họ ngủ down, là cái sóng não của họ là nhảy lên nhảy xuống như vậy đó. After you enlightened to sau khi yourself nature, quý vị ngộ được tự tánh, sau khi quý vị thấy được Phật tánh, thì chuyện gì xảy ra? Totally at peace. Thì tấm của quý vị là hoàn toàn an lạc. Quý vị không có nghĩ tới bất cứ một thứ gì khác. A state of mind that only you can know what it's like. Cái trạng thái này chỉ có quý vị chỉ có biết được cho tới khi nào mà quý vị ngộ được tự tánh, ngộ được Phật tánh mà thôi. Chứ còn trước đó là không thể nào mà quý vị có thể hiểu được. Không cách nào được. So that's why after you become enlightened, okay, and this is the cho nên sau khi mà quý vị đắc giác ngộ thì lục tổ dạy cho Chí Hoàng là sau khi mà quý vị ngộ được tự tánh thì cái tâm của quý vị nó trống không, quý vị không có nghĩ tới Chúa, không có nghĩ tới Phật, không có nghĩ tới giác ngộ, cũng không nghĩ tới Niết Bàn, cũng không nghĩ tới giải thoát. Giải thoát là gì? Yellow. Màu vàng. Liberation from birth and death. Liberation thoát khỏi sanh tử. Ok, tốt lắm. Liberation? Còn cái gì khác nữa không? Giải thoát gì? Yellow again. Màu vàng. From suffering. Liberation from suffering. Giải thoát khỏi sự khổ sở, khổ đau. So, yes, back there. Ok, ở phía sau. Liberation. What is liberation? Giải thoát cái gì? Giải thoát là gì? 대자유입니다. Orange. Okay. It is of great freedom. Great freedom. Là hoàn toàn tự do. Sound like this man is experienced. Giống như là ông này ông đã trải nghiệm cái sự giải thoát rồi. Liberation is when your wife goes to the temple. Giải thoát là khi mà vợ của ông đi tới chùa. Without you. Mà đi một mình không có ông. Absolutely. Rõ ràng. Is the in Buddhism,
Trong Phật giáo, khi mà nói về cái sự giải thoát, quý vị có biết cái ý nghĩa gì không? Là quý vị thoát khỏi cái sự khổ sở, tại vì bên cuộc sống này là toàn là những cái sự khổ sở không ạ. Nếu như mà quý vị không có khổ sở thì đạo Phật không dành cho quý vị, hoàn toàn là vô giá trị đối với quý vị. Nhiều người ta nói là ô, tôi rất là hạnh phúc. Thì như vậy thì họ không có cần biết học về Phật giáo làm gì, cũng không nói về Phật giáo cho họ biết. Nhưng mà những cái người mà họ nghĩ rằng họ khổ sở về bất cứ cái phương diện nào, thì đạo Phật có 84.000 pháp môn để mà giúp cho họ chấm dứt cái khổ. And when you end your suffering, okay, that's called liberation. Khi mà quý vị chấm dứt được cái khổ thì đó gọi là giải thoát. Thầy không có cần biết là tại sao quý vị khổ. Okay, your wife should be happiness in your vợ của ông là nếu mà đạt được niết bàn thì chắc là hạnh phúc. Okay, so liberation, knowledge and vision. This refers to the knowledge and vision of the Buddha. Tri kiến này là tri kiến của Phật. When you see yourself nature at that point, khi quý vị thấy được tự tánh ngay cái thời khắc đó, lần đầu tiên mà quý vị thấy được tự tánh, thì quý vị mới nhận ra được cái tâm của quý vị hoàn toàn không có gì hết. Đó là lần đầu tiên ở trong đời quý vị nghĩ lại rồi quý vị nói là ồ, tôi tưởng là tôi hạnh phúc. Ồ, tôi tưởng là cái tâm của tôi nó trống không chứ không có đâu. Chỉ trừ khi nào mà quý vị đắc giác ngộ thôi. Chính vì vậy mà trong cái tấm 87 này là nhất pháp bất lập. Có nghĩa là quý vị không có suy nghĩ về bất cứ cái điều gì và vạn pháp đều là không. Quý vị không có suy nghĩ gì hết. You have no attachment. Là tại vì quý vị không còn cái sự chấp trước vào cái gì hết. It's like in a chan school, seeing as if not seeing. Ở trong thiền tông thì nói là thấy mà không thấy, kiến mà bắt kiến. Có thấy chuông nó rung không? Thấy mà không thấy, có nghĩa là quý vị nhìn vô là ồ, thầy không có tiền. Nếu như mà quý vị nhìn vô tiền thì cũng không có thấy nó là tiền. Quý vị nhìn vô vàng giống như là nó là không có phải là vàng. Quý vị nhìn một cái người đàn ông đẹp trai thì cũng không có thấy cái người nào đẹp. Nếu quý vị nhìn thấy một cái người không thấy đẹp thì quý vị nghĩ tới là phải làm cái hợp đồng trước hôn nhân. Thầy đùa tí thôi. That's wisdom. Cái đó là trí huệ. Okay, make sense, Mr. Catholic. Có ý nghĩa hay không thưa ông người Công giáo? 88. When not a single dharma can you obtain, then the 10,000 dharmas. Không một pháp nào tìm được ở trong tánh mình thì mới tạo lập được muôn pháp. Okay, 89. 89. Now it's the opposite. Thì bây giờ là cái sự đối lập lại. Nhớ không? Cái tâm mà khi mà thấy được cái tánh á, thì là nó hoàn toàn trống rỗng. Không có cái gì để nó thành lập ở trong đó hết. Quý vị nhìn mà giống như là quý vị không thấy cái gì hết. Quý vị nghe nhạc The Beatles, cái này là trong cái thế hệ của thầy là nghe đó. Thầy cũng không biết là thế hệ của quý vị bây giờ nghe cái gì. Rap music hả? Cái nhạc rap hả? My generation, cái thế của thầy á, thì thầy nói là chúng tôi thích nhạc Beatles, chúng tôi thích nhạc cổ điển, chúng tôi thích nhạc jazz. I don't get it. Bây giờ thầy cũng không hiểu được tại sao mà
Mr. Shaking. Quý vị có gì để nói không? Thưa cái ông người lắc. Violet. Màu tím. I like rap music. Con thích nhạc rap. I rest my case. Thấy không? Thầy chứng minh rồi đó. Okay. So anyway. So you see, you... Cho nên quý vị thấy đó. It's like kind of liberating because you look at that and your mind is so at peace. Thì quý vị thấy mọi thứ mà cái tâm của quý vị nó rất là an lạc. Okay. When in your mind you have no such attachment, nothing. Mà lúc đó là trong tâm của quý vị hoàn toàn không có chấp trước và không có cái gì làm cho quý vị hứng thú hết. Not a single dharma. Cho nên á, là mới nói là không when your mind có vạn pháp nào, không có một pháp nào mà mình thành lập được. I can draw new God. Không có cái mà quý vị có thể nói là ồ, tôi có thể tới gần Chúa. No, behind you. Không, phía sau quý vị. You converted finally? Ông có đổi chưa vậy? À. Rồi. You work on it. Keep working on it. Chúng tôi sẽ tiếp tục. What happened to Tex? Cái chuyện gì xảy ra đối với ông Tex? Xe của ông có còn ở đây không? Did we invite him to Thanksgiving? Mình có mời ông vô tới cái bữa tiệc Thanksgiving chưa? Quý vị thấy không? Cái tâm của thầy nó đâu có trống rỗng đâu, tại vì bây giờ thầy đang nghĩ tới cái ông sách ông đang ngỏ đi. When a single dharma can be obtained? Khi mà không có một pháp nào mà có thể lập được. What does it mean to đắc được, không có pháp nào đắc được. Come on. Cái gì có thể đạt được? Màu tím. Well, to obtain something entails seeking out for it. So you're seeking. If you want to obtain something. That's not a talk in circles. Who else? Đừng có nói vòng vo, có ai khác không? What does it mean to obtain? Cái đắc này là finally, cái gì? He's awake. Yes, cuối cùng là ông này ông thức yes, dậy Mark. Rồi. To obtain anything is to get something from. Like to get something from. Very good. I could have. Là có nghĩa là đạt được cái gì đó. Oh, thầy có thể tự tra tự điển được, nói cho thầy những cái điều mà thầy không có biết. Implies. Cái đáp này là có ý là. I obtained certification. Mà tôi đạt được cái là ấn chứng được. That? What? Hoặc là tôi đạt được một cái gì đó that I wanted. Là đạt được cái thứ mà tôi muốn. Think about it. Okay. Bây giờ quý vị nghĩ I đi. My tôi to go đạt được cái sự đồng ý của ông chồng right? để mà được đi mua sắm. Tại vì tôi muốn. Tôi muốn như vậy. Cái đó nó có giá trị đối với tôi. Còn ngược lại, nếu như mà họ cho quý vị những cái thứ mà quý vị không muốn, cái thứ gì mà quý vị không muốn đâu? Music, rap music. Rap music. Yeah. Nhạc rap. What give me an example. Cho thầy cái ví dụ đi, cái thứ mà người ta không có muốn. Ông nói là coronavirus. Ông này là ông sống trong sự sợ hãi. That definitely is that really something you don't want? Cái đó có phải là cái thứ mà ông thật sự không muốn hay không? Be careful now. Cẩn thận nhé. That you don't want? Cái đó có phải là cái thứ mà ông không muốn không? You see, this is a fallacy of people who are not enlightened. Là cái sự clearly. Là cái sự ảo tưởng của những cái người mà chưa đắc giác ngộ. Người ta nói là tôi không có muốn cái con COVID-19, rõ ràng là cái ông này là chưa đắc giác ngộ. Khi mà quý vị nói tôi không muốn thì nó có nghĩa là gì? Yes, violent. Một tí. It means it's an aversion. It's an aversion. Okay. Nó chỉ là cái sự ngược lại thôi, trái ngược lại. Trái ngược cái gì? Cái người trẻ này thích nghe cái nhạc rap này mà cứ nói vòng vo tam quốc không à? It's not obvious to you, nó không có rõ ràng đối với quý vị so hả? Stuck on words.
quý vị bị kẹt vô cái từ ngữ. Khi mà nói là tôi không muốn thì là cái gì? Want in saying I don't want it? Có cái sự muốn trong cái việc nói là tôi không muốn hay không? You don't need to be a psychotherapist. Quý vị đâu có phải là cái người tâm lý học gia mà nói là tôi không có muốn nó. Có nghĩa là cái gì? Là có nghĩa là quý vị muốn cái điều trái ngược lại, đúng không? Okay, so when there's not a single dharma, cho nên khi mà nói không có một pháp nào mà đạt được, something you want, thì có nghĩa là quý vị đạt được những cái điều mà quý vị muốn, những cái điều mà quan trọng đối với quý vị. You don't want anything at all, okay? Nothing. Khi mà quý vị không muốn bất cứ cái gì, hoặc là không có cái thứ gì nó có giá trị đối với quý vị, không có cái việc gì mà làm cho quý vị hào hứng mà quý vị vẫn còn thức tỉnh, thì có ý nghĩa gì? You have attachment to. Là quý vị có cái sự chấp trước vào con số zero, không có chấp vào cái gì hết. Người ta cho quý vị tiền, ok. Presidency. Người ta cho quý vị cái chức tổng thống. No, give it to Biden. Không, để thôi, đưa cho ông Biden đi. Okay, you really are a superior person. Nếu như quý vị là một cái bậc thượng nhân. You would not want it. Thì quý vị sẽ không muốn nữa. So what he's the patriarch is referring to is that when your mind. Cho nên cái điều mà lục tổ muốn nói là cái tâm của quý vị hoàn toàn không có cái sự ham muốn gì nhất. Free from desires, free from attachments. Okay? Không còn sự chấp trước. When not a single dharma can be obtained. Nothing. Cái đó là cái ý nghĩa là vô pháp bất khả đắc. Có nghĩa là không có cái pháp nào mà xứng đáng để mà đạt được. Black. Màu đen. So basically the phrase is saying that since you don't want the dharma or that you're not thinking about the dharma, it will come to you automatically. Repeat that, please. Ông lặp lại được không? Since I think the phrase is saying that you're not looking for it, but you don't think about getting the dharma, it will come to you automatically. Thì nếu như mà không nghĩ tới cái pháp là tự động cái pháp nó tới với mình, phải không? Xong thì từ từ thầy sẽ nói. Điều này nó rất là thú vị. Thì khi mà trong tâm của quý vị không có bất cứ cái chấp trước gì hết, quý vị không có một cái ham muốn gì hết. Được chưa? Cái đây chỗ này là ý nghĩa là vô pháp, vô nhất pháp khả đắc. Là không có cái gì nó quan trọng với quý vị. Thì như vậy đó là có khả năng kiến lập được vạn pháp. Cái vạn này là sao? Có nghĩa là rất là nhiều, vô lượng những cái thứ không đếm được, vô lượng pháp, vô lượng thứ mà quý vị có thể suy nghĩ tới. Có nghĩa là gì? And this is it takes a patriarch to say that. Cần phải có lục tổ mới cần phải có tổ mới nói cho chúng ta được. Black. Màu đen. You've already realized your wholeness and completeness, and nothing is separate. So because there's no separation, there's nothing to obtain. So you've already realized everything. You have everything. Okay. Quý vị có đầy đủ hết. You are complete. Okay. Quý vị hoàn toàn đầy đủ. Mà đầy đủ đến nỗi mà quý vị, nếu như mà quý vị đã có hết mọi thứ rồi thì quý vị còn cần cái gì nữa, đúng không? Khi mà quý vị đầy đủ, quý vị là cả thế giới thì quý vị còn cái gì nữa thì tại vì cái gì quý vị cũng có hết trơn rồi, đúng không? Yes, go for it. Oh, go for it. Yes, Master. I think that when you have everything, that's what you think, but then that means you open the door to everything. Absolutely. Đúng rồi, là quý vị mở cửa cho vạn pháp nó tới. Để mà thầy giải thích cho quý vị, nó không có phải là giống như vậy đâu. Tại vì người Tàu họ có cái cách họ nói là có nhiều cái chỗ mà làm cho người ta hiểu không có đúng, dễ hiểu lầm lắm. Có nghĩa là
khi mà cái tâm của quý vị nó hoàn hảo mà không có ham muốn bất cứ cái gì hết, có nghĩa là quý vị có đầy đủ hết những cái gì mà quý vị muốn. Thì thứ nhất là nó chỉ hoàn toàn chỉ là thứ nhất là quý vị có đầy đủ hết mọi thứ, quý vị không thiếu thứ gì hết. Có nghĩa là cái phước báu của quý vị là nó vô lượng vô biên. Who wants a red car? Bây giờ là ai muốn cái xe màu đỏ? I don't have it yet. Tại vì thầy không có. Quý vị thấy không? Thầy vẫn còn muốn cái xe màu đỏ là tại vì thầy không có cái xe màu đỏ. Nhưng mà một khi quý vị có cái xe màu đỏ rồi thì chuyện gì xảy ra? Thì mình muốn cái xe màu trắng. Cho nên là nếu mà quý vị có hết tất cả mọi thứ rồi, quý vị đầy đủ, thì lúc đó là vạn pháp có thể đạt được, thì cái đó gọi là thần thông. Cho nên trong kinh Bồ Phật, các vị Đại Bồ Tát có nghĩa là trình độ của các vị Đại Bồ Tát, người nói là tôi cần phải cúng dường chư Phật. Cái này trong kinh Pháp Hoa, trong phẩm Phổ Môn, khi mà trong cái lễ vía Phật qua vía qua năm là mình tụng phẩm Phổ Môn, nhớ không? Là vô tận ý Bồ Tát. Thì Ngài nói là con muốn cúng dường cho Đức Phật, thì Ngài làm cái gì? He immediately reached for his iPad. Là mở cái iPad ra, rồi sau đó là vô cái tài khoản nhà băng, rồi sau đó chuyển tiền. What did he do? Ngài làm cái gì? Anyone remember? Có ai nhớ không? Recited that có ai tụng cái phẩm Phổ Môn mà nhớ không? Okay, let me remind you. Để thầy nhắc cho quý vị nhớ. You failed the quiz again. Quý vị lại rớt cái bài kiểm tra rồi. Thì cái ngày người Đại Bồ Tát muốn cúng dường cho Đức Phật, mà Đức Phật thì có đầy đủ hết trơn. Quý vị cúng dường mà cho cái người mà có đầy đủ hết trơn thì quý vị làm gì? Quý vị có thể làm được gì? Thì Ngài mới nói là tôi muốn cúng dường Đức Phật. Thì mới nói là cái chuỗi châu báu vô lượng báu hiện ra trên cái bàn tay. Nghĩa là gì? Number one, thứ nhất, he has a blessing là Ngài có cái phước báu mà sự phước báu nhiều hơn so với cái chuỗi chân bảo đó. Thì trong kinh mới nói là cái chuỗi hạt đó là vô giá, mà quý vị không thể nào mà mua được. Đáng lý là không có nên trả lời cô đẹp. Tiffany là cái chỗ đó là quý vị muốn đi mua sắm phải không? Someone has expensive taste. Có người là thích cái hàng hàng mắc tiền. Thầy thì tự đang nghĩ tới cái tiệm rẻ tiền này cuối đường kia. So that means that you have. Có nghĩa là quý vị có rất là nhiều phước báu. Priceless. And then he wants it something priceless, mà worthy muốn, of the Buddha as a gift, as an mà offering khi to the Buddha, mà muốn có cái thứ gì mà vô giá để mà cúng dường Đức Phật là tự động nó hiện ra trên bàn tay. Thành ra là hai thứ. Thứ nhất là có phước báu mà rất là nhiều phước báu. Mà phước báo này nhiều hơn so với cái phước mà sanh lên cõi trời. Sanh lên cõi trời không phải là vô giá đâu, mà thật ra là có cái giá đàng hoàng.
có cái giá tiền. Nhưng mà cái chuỗi trân châu vô lý đó, vô giá đó là không có cái tiền bạc nào mà quý vị mua được. Cho nên cái vị vô tận ý Bồ Tát này là có rất là nhiều cái phước báu. Và cái thứ hai, marshal all that blessings instantaneously into a necklace. Và cái thứ hai đó là con có thể tạo ra, khiến cho cái phước báu nó hiện ra thành cái chuỗi trân châu vô giá đó ngay tức thời. Cái đó gọi là thần thông. Is it similar to like everything comes from the Buddha mind? Cái đó có phải là giống như là vạn pháp là do tâm sanh, tâm Phật sanh ra không? Đúng rồi, cũng giống như vậy đó. Nhưng mà cái điều mà thầy muốn nói cho quý vị biết là thứ nhất đó, trước khi quý vị muốn cái chuyện nó xảy ra là quý vị phải có phước báu. Đó là rất là logic, đúng không? Nó hiện ra là tại vì nó thuộc vô quý vị. Cái thứ hai đó là nó xảy ra là tại vì cái mà gọi là thần thông. Trong cái tư tưởng là nghe nói là tôi muốn có cái gì thì trước đó là cái tâm là hoàn toàn trống không, thì nói là tôi không có muốn cái gì cho bản thân tôi hết, được không? Nhưng cái này là cho Đức Phật của tôi, là cùng hiện ra là cái thứ tốt nhất mà tôi có thể cúng dường. Cho nên Ngài mới nói là cái thứ tốt nhất mà tôi có thể cúng dường được, có nghĩa là tất cả mọi thứ. Cái thứ ba này là tất cả mọi phước báu mà Ngài có được là nó nằm trong cái chuỗi trân châu vô giá đó. Đồng ý không đồng ý? Never give a present to the Buddha. Quý vị là chưa bao giờ cúng dường cái gì cho Đức Phật, thế thành ra quý vị không có hiểu được là nó ấy lắm đâu. Mà tại vì nếu mà quý vị cúng dường không có được cái là ệ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa là nói chứ là cúng dường cho Quán Thế Bồ Tát thì Quán Thế Bồ Tát lại ê, xong rồi cái mới lại cái làm ơn chấp nhận đi, thì Quán Thế Bồ Tát nói, hả, chỉ có đường đó thôi hả? Cho nên đó là quý vị phải bày ra hết tất cả mọi thứ. Cái điều thứ hai á là ngay tức khắc mà nó hiện ra thành một cái vật hữu hình khi mà quý vị nói. Cho nên cái đó có ý nghĩa là vạn pháp có thể lập được, tạo lập được. Nếu mà quý vị muốn cái chuỗi hạt á, là nó hiện ra. Quý vị muốn cái xe màu đỏ là nó hiện ra tất cả. It happens. Nó xảy ra là tại vì cái tấm của Ngài trống không. Thứ hai là Ngài có phước báu. Cái thứ ba là cái tâm nó trống không quá lâu rồi, cho nên có đủ thần thông để mà biến nó thành cái vật. Tại sao chúng ta không thể nào làm được? Tại vì quý vị quá nhiều mong muốn. Một khi mà quý vị mong muốn cái gì thì nó là vơi bớt cái phước báu. So far so good. Mm-hmm. I can go to martial arts, but you. Thầy có thể đi vô martial arts, nhưng mà quý vị đâu có thích đâu, đúng không? Nên là martial arts. Y chang như vậy thôi. Martial arts anyway. Thầy sẽ đi tới cái tiệm martial arts đó. In martial arts. In martial arts, when you go into. Khi mà trong cái martial art đánh nhau võ công, khi mà quý vị mà đánh nhau như vậy là họ có thể giết. Khi mà cái tâm của quý vị mà nó không có trống không như vậy là cái lúc đó là quý vị bị tổn thương, là quý vị phản ứng quá chậm đi. That's why the martial artists, the advanced martial artists, they all meditate. Cho nên những cái người mà có võ cao cấp đó là họ đều thiền hết. Okay, well, you know the martial arts. Nhưng mà tại vì quý vị là không có thích võ công thì yeah, someone is in the martial arts back then. Oh,
có người là chuyên về thiền võ công, một màu đen. Thưa thầy, cái đó là cái chuyện đúng, tại vì con tập võ với cái người mà to hơn con 3 lần lận, xong rồi con quật cái người đó rớt xuống. Mà người ta mà khi mà người ta dạy cho con cái tâm không suy nghĩ là con làm theo, là con quật người ta ngã xuống sàn. Đúng. Khi mà quý vị có cái tư tưởng ở trong đầu, when you have a thought in mind, I need some prop. Khi what's wrong with this temple? It's no prop at all. Cái chùa này không có cái prop gì hết là vậy. Cái này trời ơi sao mà tệ quá. Excuse me. Thầy xin lỗi. When your mind has a thought. Cái tâm của quý vị có một cái suy nghĩ, like thì cũng giống như là cái này nó cứng đó, thì nó sẽ bị gãy. When your mind has khi cái tâm của quý vị có không có cái suy nghĩ gì hết, thì cái tâm của quý vị nó cũng giống như là cái dây đó đó, nó chỉ cong thôi chứ còn nó không có gãy. Nên khi mà người ta tấn công cái cô Thu Hà mà ném cô vô cái tường á, và cái tâm của cô mà trống không, thì cái cơ thể của cô nó cong. Khi mà quý vị có cái tư tưởng là tôi sẽ bị tổn thương, khi cái đó là quý vị sẽ bị bẻ gãy. Questions, comments. Câu hỏi, ý kiến gì không? And that, if you, those of you who are wish have spiritual penetration, đối với quý vị những cái người mà muốn có thần thông, and those things, the basis of that is a blank mind. Thì cái cơ bản là quý vị cái tâm của quý vị phải trống rỗng, giữ cho cái tâm nó trống không. Would that be the giving of self then, the gift he gave the Buddha? No, what happened here is very, very, very. This bodhisattva here. Cái vị Bồ Tát này. Mind is blank. Cái tâm của ngài là trống không. And then when it's time for him that thời điểm mà ngài quyết định cúng dường Đức Phật, thì ngài mới nói là tôi muốn cúng dường tất cả những thứ mà tôi có, thì tự động nó hiện ra. That's what happened. What he gives is self, though. No, or it's not something about self. It's about material things. Cái này nó không có phải là về cái ngã đâu, mà nó là về cái thứ hữu hình, mà nó là cái sự hiện hiện của cái phước báo của quý vị. Đây là cái bí mật của bên Phật giáo. Cái lý do mà quý vị có nhà, có cửa, có xe, thì cái đó là nó đến từ cái phước báo của quý vị. Nếu mà quý vị mà không có phước báo, là quý vị không có nhà, không có xe, mà cũng không có kiếm được việc làm đâu. Thì cho dù là quý vị có đi tìm mỏi mòn con mắt đi nữa, quý vị tìm cũng không ra. Khi mà quý vị mà có phước báo là tự động là cái công việc nó đến với quý vị. Mà ngay cả khi mà quý vị không muốn, cái công việc nó cũng đến với quý vị. Okay, so so that's why mới đụng vô cái điểm tự ái của một người. This is what happened. The reason that you get a job. Mà quý vị có cái công việc là thứ nhất là quý vị muốn. Cái đầu của nó là tôi muốn có công việc. Rồi quý vị có phước báo, rồi hai cái thứ đó nó cộng lại với nhau, nó hiện ra thành cái công việc. Thì cũng giống như vậy. Cái vị Đại Bồ Tát này có cái phước báo, rồi ngài mới nói tôi muốn cúng dường cái điều tốt nhất mà tôi có thể có làm được cho Đức Phật. Xin lỗi, là cúng dường cho Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ngay tức khắc nó hiện ra cái chuỗi là chuỗi anh lạc. Quý vị
có thể đi bên thế giới phương cực lạc bao nhiêu lần đi tới đi lui rồi quay trở lại. Đó là cái phước báo mà quý vị có. If you don't have that, you nếu mà quý vị không có thì quý vị phải đi tới quy sinh tự. Commercial, okay, ok. Cái đó là quảng cáo thôi. Ok, thôi đây đây thầy rút lại. YouTube có câu hỏi. So we have a question from T.Hugh. The question is, the Buddha and sages already have everything. What is the reason for our offering to them? Chi Huệ nói là Phật với lại các vị Thánh Tăng là đã có đủ hết mọi thứ rồi. Tại sao thì chúng ta cần phải cúng dường họ? Rõ ràng là người này không có phải là Phật tử rồi. Chứ còn người Phật tử không có thể nào mà nói là tại sao mà phải cúng dường Phật vậy. Cũng giống như là bên đạo Công giáo mà quý vị mà hỏi là tại sao là phải tới tới gần Chúa hả? Nghe vậy là họ sẽ bắn quý vị đó. Không có hả? Không bắn hả? Okay. Tại sao mà người ta lại làm như vậy? As sacrilegious as saying, what's the point in the worshiping God? Giống như người ta nói là vậy chứ chứ tôn thờ Chúa Thiên Chúa là làm cái gì? What do you guys do? We Buddhists, especially in Myanmar, we burn them. Just kidding. Chúng tôi là Phật tử hả? Chúng tôi thiêu họ. Thì đưa thôi nha. Come on, you Buddhists, please help me out. We have a non-Buddhist, what we call the infidel. Buddhist infidel. Yeah. Mình có người không theo đạo Phật. Màu đen. It's for your own benefit to make an offering to the Buddha. What? If you make an offering to the Buddha, it's for your own good, not for the Buddha. Khi mà mình cúng dường cho Phật đó, là tự là mình sẽ được cái lợi lạc chứ không có phải là lợi lạc cho Đức Phật đâu. Then you affirm his point. Are you Buddhist so greedy you keep on making offering? Như vậy là lại người ta lại nói là ô sao mà quý vị tham lam quá vậy? Có phải là đạo Phật là khuyến khích quý vị tham lam hay không? Well, I was reading something Master Chan Ma said. He said the Buddha doesn't need your respect. He was talking about one of the vows from Universal Worthy. It was always praise the Buddhas. And he said, why do you praise the Buddhas? The Buddhas don't need your praise. You praise the Buddhas because it's good for you to praise the Buddhas. And so that's why. Tại vì con đọc nói là không cần phải. Đức Phật đâu có cần mình. Hòa Thượng Tuyên Hóa là nói là cô đưa Phật đâu có cần mình cúng dường đâu. Hoặc là Phật cũng đâu có cần mình thờ lại ngài đâu. Tại sao mà cứ dẫn trích dẫn cái lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy? Như vậy thì thầy đâu có gì để mình nói nữa đâu. Có ai khác mà muốn trích dẫn lời của ngài không? Yes, yellow. Màu vàng. White. Màu trắng. Master, sometimes if we see like a Buddha appear in a good form, like very beautiful, so we admire and we just offer. Don't have to be like for anything good for us. He says, it's just like making an offering. It's not about being good, about being, you know, seeking anything. Cúng dường là chỉ mình muốn cúng dường chứ không phải là mình tìm hiểu gì hết. Rõ ràng là quý vị chưa bao giờ như vậy phải không? Là tôi có thể nào mà cho quý vị không mà không có chấp trước vào cái gì hết. Quý vị có bao giờ mà cho người ta cái vấn đề gì mà quý vị không trông đợi cái gì không? Dĩ nhiên rồi. Quý vị là Phật tử. Quý vị có thể cho mà tại vì làm cho quý vị cảm thấy tốt hơn. Không có tìm cầu cái gì hết. Là, ví dụ như là thầy thấy cái đứa con nít thì thầy muốn cho nó cái chocolate. Some parents refuse to get, mấy cái người bố mẹ là họ không có muốn cho con nít nó ăn kẹo sô cô la đâu. But my point is, then, when you give chocolate to the child, is it you're seeking to feel good, so you're not seeking for something for yourself anyways? Not always. When I give the chocolate, I can't. Thì không phải đâu. Khi mà thầy cho kẹo sô cô la là thầy nói là tại thầy không ăn được kẹo nữa, nên là thầy cho nó đi. Okay.
Anything else? Does T.Q. agree with that, or he still has an objection? Cái người trên internet có đồng ý hay không, hay là không đồng ý? Clearly, yeah. We Buddhists, we at least we Mahayana Buddhists. Chúng tôi, những chúng ta những cái người ở bên đại thừa, Phật giáo đại thừa, thì chúng ta nói về cái gì? Green, blue. Màu xanh, màu. One of those. Màu xanh dương, xanh lục. One of the preliminary things we're supposed to do is give. That's it. The first thing you learn. Một trong những cái điều đầu tiên mà muốn học về vợ Phật là bố thí. Chứ đúng rồi, cái điều đầu tiên mà chúng tôi dạy cho quý vị, bố thí đi, đừng có nói nhiều. It's not about talking. Cái này không có phải là nói đâu mà là bố thí. Màu đen. Is it to give without any expectations? No. Là bố thí mà không có trông đợi gì hết hả? Không, chúng tôi bố thí nhưng mà chúng tôi đòi hỏi chứ. Chúng tôi là người Phật tử mà đâu có giống như ông đâu. We're not stupid. Chúng tôi đâu có ngu dữ vậy. We give because we know it's chúng tôi bố thí là tại vì nó tốt cho chúng tôi. Here's what happens. Chuyện xảy ra là này. We teach our followers. Chúng tôi dạy cho những cái người Phật tử là phải bố thí. Tại vì khi mà quý vị bố thí thì quý vị gặt hái được những cái điều mà nó lợi lạc cho quý vị. Ví dụ như là quý vị bố thí cho một người nào đó một đồng thì cái phước báo mà quý vị nhận lại được ít nhất là một đồng, chứ còn không bao giờ mà ít hơn một đồng đâu. Không bao giờ như vậy. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi mới cho. Chúng tôi bố thí thì khi mà quý vị nhận lại được là nó còn hơn nhân cấp số nhân so với những cái gì mà quý vị bố thí. Mà những người phương Tây, họ người hiện đại bây giờ là họ thấy bố thí là họ chịu thiệt thòi. Nhưng mà chúng tôi là chúng tôi cố ý bố thí, có cái mục đích bố thí là tại vì chúng tôi sẽ nhận lại được rất là nhiều so với những thứ mà chúng tôi bố thí. When I used to be Catholic, charismatic Catholic, they used to tell us that when you give $1, you get 70 times 7, which means that infinite amount of blessings. How much you get back? 70 times 7. It's not just saying that you get an infinite amount of blessings. No. I need a number. You cannot give me nonsense like that. How much you get back? You ông how much you ông get bố thí một đồng thì ông lấy lại được bao nhiêu trong bên đạo công chúng công giáo? I don't know. It's just up to God. Up to God? Cái này là lệ thuộc vào Chúa. Can I interest infinite. You? Can I interest you in a plot of land in Florida? Thầy có thể làm cho ông cái miếng đất ở bên Florida không? I build a temple there. I don't need it anymore. Thầy tính là xây chùa đó nhưng mà bây giờ là thầy không có muốn nó nữa. Thì cho ông được không? You believe anything, do you? Quý vị tin hết những cái mọi thứ đúng không? Here's what happened in Buddhism, let me tell you. Cái này là trong đạo Phật, thầy nói cho mà biết nè. Người ta tới chùa, người ta nói là con cúng cho thầy một đồng để xem thử coi có nhận ra được gì không. Có nếu như mà họ không có nhận lại cái gì được thì người ta nói là thôi, tôi không có bố thí nữa đâu. Tại vì còn ngược lại bên đạo Công giáo là quý vị bố thí, thành ra là quý vị bố thí thì sẽ nhận lại được 7 rồi 7 nhân 7. Hoặc là 370 hoặc là 470 thì đại khái là vậy. Thầy quảng cáo miễn phí cho mấy bên đạo Công giáo. So we understand that when cho nên chúng tôi hiểu được khi mà chúng tôi dạy cho quý vị về bố thí thì quý vị, những cái người bình thường cần phải có cái lý do, cần phải có cái lý do để mà làm. Cho nên chúng tôi mới dạy cho đệ tử Phật tử của chúng tôi là nếu mà quý vị có bố thí thì quý vị sẽ nhận được rất là nhiều so với những thứ mà quý vị bố thí, được không? Chính vì vậy mà người Phật tử là được dạy là cúng dường. Họ thấy
những cái điều lợi lạc mà họ hưởng nó nhiều hơn rất là nhiều so với những điều mà họ bỏ ra. Thầy biết là có người mới quyết định là bố thí 1 triệu đô. Thầy sẽ không có nói tên đâu, nhưng mà những cái người, có vài người thì quý vị sẽ biết. Mà biết chuyện gì xảy ra không? Và cái giới tính là sẽ không có tiết lộ người này. Can I tell you? Thầy có thể nói cho quý vị nghe không? Promise not to get greedy? Cô hứa là không có được tham lam nghe không? No one knows about this yet. Không ai biết cái chuyện này cho tới ngày hôm nay. No, I'm not gonna tell you. Rồi mà thôi, chắc thầy chẳng nói cho quý vị nghe đâu. Thầy có nên nói cho quý vị nghe không? Tứ quả A La Hán. Who says it cannot be bought? Có ai nói là không thể nào mà mua được không? Not funny, hả? Huh? Không có hài hước hả? Only, precisely. Chỉ có như vậy thôi ha. But I think it's paid too much. Mà thầy nghĩ là như vậy là trả nhiều quá. My point being that the Buddhists are trained to give. Người Phật tử họ được dạy phải bố thí và họ cứ tiếp tục bố thí, tại vì họ nhận lại được rất là nhiều so với là 777 lần. What's the highest number? 787? Hoặc là cái số cao hơn là cái gì? 787, chưa phải là 800. So, you see that? Quý vị thấy không? The Buddhists are not stupid. Cho nên đó, những người Phật tử họ không có ngu si đâu, mà thật ra người Phật tử họ tham lam lắm. Đó là theo cái thiện ý của thầy. Cho nên đó là họ phải cứ tiếp tục và bố thí thêm. Thì mới hòa nhận ra là người cho nhiều thì nhận lại được nhiều, rồi cho thêm nữa rồi mới nhận lại được nhiều. Chính vì vậy mà mấy cái vị Bồ Tát đó là họ destitute. Họ trở thành nghèo túng. The Buddhists, they practice, and they practice giving precisely. Người Phật tử là họ thực hành cái pháp bố thí, họ cứ cho rồi nhận lại những cái thứ, nhiều thứ khác. They get so much back, right? Bên đạo Phật họ thông minh lắm, họ nhận về được nhiều lắm. Họ cúng dường đồng á, họ cúng dường một đồng á thì họ lấy về được 10.000. Này, mấy cái ông đạo công giáo có biết, có hiểu không? Cho một thôi mà nhận lại được 10.000. Ngày hôm nay cúng một đồng thì nhận lại được bao nhiêu? Hôm nay là cái lễ vía dược sư, cũng chưa có quá trễ đâu nha. Ngày hôm nay là 100.000. Now go for it. Now bên go for it là mới hỏi có ở đâu? Go for it. Go for it. Có câu hỏi. I have a question regarding we gave for the homeless. We think that I just want him to have some money so he can buy food. But instead of buying food, he used that money to buy drug. Then because we inflict pain on him, will we get the pain back? Thì con muốn cúng dường bố thí cho mấy cái người vô gia cư, nhưng mà cho cái tiền đó thay vì họ mua đồ đạc ăn uống thì họ lại
dùng cái thuốc mấy cái thuốc chất kích thích này nọ thì như vậy á, là có bị tạo cái nghiệp không? Thì đúng rồi, cũng nhận lại được chứ. Khi mà quý vị bố thí mà cái thứ mà bố thí đó mà dùng vô cái việc tốt á, thì cái việc cái phước báo nó tạo ra nó theo cái cấp số nhân so với cái việc tốt mà quý vị làm. Various circumstances, various conditions. Thì quý vị nhận lại được đó là do cái điều kiện. So much goodness, that's why you get a lot back. So if là cái tiền bố thí đó tạo ra nhiều những cái việc tốt thì nó tạo ra thì cái phước báo nó cũng tạo ra. Ví dụ như quý vị bố thí cho người vô gia cư á, thì cái người vô gia cư đó họ làm được bao nhiêu cái điều tốt. Nếu mà quý vị muốn là quý vị phải giúp cho cả chiếu người vô gia cư thì mới được. So that's why if you give. Chính vì vậy mà khi mà quý vị bố thí mà cái người đó dùng cái tiền đó làm cái việc xấu thì cái đó không có phải là cái lỗi của quý vị. Tại vì cái tâm của quý vị là nói là ồ tôi muốn giúp cái người này, rồi cái người đó họ là dùng cái tiền đó vì bất cứ cái lý do gì thì cái đó là nó không có liên quan gì tới quý vị. Ví dụ như là cái người vô gia cư đó họ đi mua những cái thuốc kích thích rồi gây cái hậu quả xấu thì cái đó nó không có liên quan tới quý vị, tại vì quý vị là có cái tâm tốt. Nhưng mà ngược lại á, nếu như mà quý vị nghĩ là ồ thôi để tôi cho tiền cho cái người bồ cũ của mình chẳng hạn, để mà cái người đó có thể mua thuốc kích thích, nhưng mà thì như vậy đó là cái tâm của quý vị nó xấu, thì như tất cả những cái gì mà họ làm á, thì cái xấu đó nó quay trở về đối với quý vị. Cho nên nó quan trọng nhất là trong cái tâm của quý vị là quý vị có cái chủ đích gì. Mà nếu như mà cái tâm của quý vị mà muốn làm hại cái người vô gia cư đó, thì khi mà họ cái người đó mà họ bị hại là cái chuyện xấu đó là nó sẽ quay trở về với quý vị và quý vị phải trả giá. Còn ngược lại có nhiều người họ thông minh là nói là ồ tôi cho mấy cái người vô gia cư nhưng mà phải có cái điều kiện là ông phải mua thức ăn chứ còn không có được mua thuốc kích thích. Nếu mà trong cái trường hợp đó thầy nói là thôi đưa cho mấy ông Altadi đi, cái đó có phải là cái điều ông muốn không? Đó. Yeah. Violet. Ok, màu tím. What if you give a homeless person food, like you buy them food? What kind of food? Thì mình cho họ đồ ăn không? Đồ ăn gì? Đồ Jack in the Box. Yes, Catholic. Ông đạo Công giáo. I actually work with homeless people, so the best. Tôi làm việc với người vô gia cư. Resources where they can get food and where they can get shelter for the night, and that's the best way you could help a homeless person. And that's why I try to do. Instead of giving them money, I do not do that. Thay vì là cho họ tiền thì cho họ đồ đạc để dùng. Hoặc là ví dụ như là cho họ cái địa chỉ họ tới đó là họ mua đồ ăn thì cũng bị trả thẳng ở cái chỗ ở nhà hàng. Cái đó là tốt hơn nhiều so với cho họ cái tiền. And there are many programs that can help them with mental health, with physical health, and có nhiều cái chương trình mà giúp đỡ cho họ về những cái vấn đề mà tâm lý. You folks who want to do charity work, thì thấy quý vị làm những cái việc từ thiện như vậy thì rất là tốt. Như những cái chùa giống như chúng tôi chẳng hạn thì họ cũng có mang đồ ăn cho những người vô gia cư. Nhưng mà những cái điều mà thầy học được á là dùng cái tiền đó để gửi cúng dường cho những cái chỗ shelter đó. You have this thing here waiting for you at this place. Would that be okay? I think it's better. Thank you.
Thầy nghĩ cái cách đó là tốt hơn. Cảm ơn. Rồi, bây giờ là không có làm việc từ thiện nữa nha. Anyone else? Có ai khác không? Okay, that's cool. It's so nice to know. You see that? Okay, quý vị thấy không? It's very good. Thầy thấy là như vậy rất là tốt. And you get paid for that, right? Và quý vị được trả tiền để mà làm những việc đó phải không? No. I don't get paid for that. I only get paid for helping my clients that are already sheltered and they're already housed. Okay, okay. No commercial stuff here. Oh, thôi, thôi, không có quảng cáo ha. Okay, anything else? So we taught. Can I finish my point? Thầy có thể nói hết cái ý của thầy được hay không? Những người Phật tử được dạy là phải bố thí. Mà khi mà bố thí, người được huấn luyện là phải làm cách nào bố thí cho nó đúng. Và làm đúng thì chúng tôi lấy gặt hái được, nhận được lại rất là nhiều. Cho một mà hưởng lại được 10.000 hoặc là một hoặc là 100.000 hoặc là một mà hưởng được 1 triệu. You see that? Should have asked me first. Đáng lý ra là phải hỏi thầy trước. So anyway, so we see this multiplier. Cho nên coming là back. Chúng tôi thấy được cái cấp số nhân nó quay trở về với chúng tôi. Cho nên là chúng tôi rất là thích thú để bảo ok để tôi bố thí thêm. Vì nó có lợi lạc đối với chúng tôi mà thành ra là họ cứ cúng thêm và thêm nhiều hơn. Cho tới một lúc nào đó, nếu như mà quý vị cứ tiếp tục làm những cái việc này, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Thì quý vị trở thành là rất là có nhiều phước báu. Quý vị giàu có về phước báu. Mà quý vị không còn tham lam nữa. Quý vị tham lam là tại vì quý vị không có đủ. Yes. Đúng không? And when you are so, và khi you have so many blessings, mà quý vị có rất là nhiều cái phước báu, quý vị có nhiều rồi á, thì quý vị không có còn tham lam nữa, thì cái lúc đó là quý vị thấy được cái tánh. Nothing excites you anymore. Không có cái gì mà nó làm cho quý vị hào hứng nữa. So that mere fact by there, right there, the mere fact of giving will help you see yourself nature. Và cái việc bố thí nó không gian nó sẽ giúp cho quý vị thấy được tánh. Questions, comments. Câu hỏi, ý kiến gì hay không? That's the Buddhist giving dharma. Cái đó là cái pháp bố thí của bên đạo Phật. The Chinese don't explain it to you like that. Người Tàu họ không có giải thích cho quý vị cái theo cái cách này đâu. YouTube has a comment. YouTube có câu hỏi. So we have a comment, answer, complaint. I see that. So T.Hu says the Buddha teaches about giving to the persons of disabilities. Chi Huê bên YouTube thì nói là Phật dạy là bố thí cho những cái người mà disability hoặc là cô quả này nọ. No, it was a comment. Okay, next. Cái này có phải là câu hỏi không? Nhưng không, cái này chỉ là ý kiến thôi. And what is the complaint? Rồi có cái sự than phiền gì không? No complaints. Không có than phiền gì hết. What is the answer? Cái câu trả lời là gì? No answer. Không có câu trả lời. It was just a comment. No, it's not what the Buddha taught. Không, cái đó không có phải là cái điều Phật dạy đâu. No, don't believe. Có phải, đừng có tin. He didn't teach that. He never taught. Ngài đâu có dạy như vậy đâu. You know, those good things that the Buddha taught is very simple. Những cái điều mà Phật dạy rất là đơn giản. Chúng tôi, những cái người tăng ni, chúng tôi tham lam quá đi. We sell you. You know, you give to the temple. Rồi chúng tôi cứ nói là, ô, quý vị có biết không? Nếu như mà bố thí cho chùa hoặc là ví dụ như là xây nhà thờ thì sẽ được lên thiên đàng, hoặc là cúng dường cho chùa, xây chùa thì chúng tôi sẽ ghi tên của quý vị xuống. Tại vì những cái người tăng ni là họ tham lam. Phật đâu có dạy như vậy đâu.
Ngài nói là bố thí sẽ giúp cho quý vị hạnh phúc. Và càng bố thí thì càng hạnh phúc. The more you give, the richer you become. Càng bố thí thì càng trở thành giàu có. And keep on giving, don't stop. Rồi cứ tiếp tục bố thí, đừng có ngừng. The Buddhist practice of giving is thì người Phật tử họ thực hành bố thí là vô cùng tận, không có ngừng lại. Cho nên cái vị mà vô tận ý Bồ Tát đang nói, tôi bỏ để hết tất cả những cái thứ tôi có đó trong cái chuỗi chân bảo đó, mà chứng tỏ cái sự thành tâm hoàn toàn của tôi so với Đức Phật. Thì nếu như mà có cái vị Phật thứ hai mà tới là trễ quá rồi. Đó là cái tâm thức của cái vị Bồ Tát. Quý vị không có hiểu được cái tâm thức. Là họ nói là tôi muốn cúng dường cho Đức Phật và đây là tất cả những cái gì mà tôi có. Thì ra là cúng dường cho Đức Phật. Để quý vị nói là không có đủ. So the inexhaustible intention mà sát vai sẽ please take this. Cái vị vô tận ý Bồ Tát là mới nói là ô làm ơn thương xót chúng tôi, nhận dùng cho tôi đi, tại vì nó tất cả những gì tôi có là nó nằm ở đây hết rồi, tôi cũng không biết là làm gì với cái phần còn lại của cuộc đời đây. When you get to that level, cho nên khi mà quý vị đạt tới cái trình độ đó rồi, quý vị bố thí là tại vì đó là những cái việc mà quý vị làm để chứng tỏ cái sự kính ngưỡng, cái sự tôn trọng. Chứ quý vị không có nói là con thần tượng Phật, con tin vào Phật, nhưng mà đừng có hỏi xin tiền của con. That's not Buddhist. Cái đó không có phải là Phật. Okay. So initially when we become Buddhist, cho nên ban đầu khi mà chúng tôi trở lên đại thừa, khi mà trở thành Phật tử, chúng tôi được dạy. Vậy rồi càng ngày chúng tôi càng có cái trí huệ, rồi chúng tôi tiến bộ thì chúng tôi mới cứ càng ngày càng bố thí nhiều hơn, cho tới khi mà không còn suy nghĩ nữa. Đó là cái tướng của cái phước báo. Khi mà quý vị bố thí mà không có suy nghĩ, mà không có tính toán, mà không có cái sự do dự gì hết, thì lúc đó là cái cấp số nhân của quý vị là vô tận. Tất cả những cái gì mà quý vị nhận về được là vô lượng vô biên. Thì cái vị vô tận ý Bồ Tát đó là tất cả những cái gì mà Ngài có đó mà Ngài cúng dường cho Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nếu mà được nhận đó, thì những cái điều mà Ngài nhận lại được đó, nhiều hơn rất là nhiều so với cái chuỗi an lạc nằm ở trong tay của Ngài. Cho nên phải như vậy thì mới có cơ hội để thành Phật, chứ còn nếu không là không thể nào thành Phật được. Think for example, you need, ví dụ you want như to give to quý vị muốn bố thí cho 1 triệu người vô gia cư, 1 triệu người gia cư, quý vị ghi ra là 1, 2, 3, 4, 5, so với quý vị cúng dường cái chuỗi an lạc đó cho một vị Phật thôi. Which one is more efficient? Thì cái bên nào có hiệu quả hơn? Chính vì vậy mà thưa ông, trong Phật, đạo Phật, chúng tôi không có tìm bố thí cho 1 triệu người đâu, mà chúng tôi chỉ tìm có một vị Bồ Tát, một vị Phật để bố thí là được. Cái này không có ý nghĩa là nếu như mà chúng tôi thấy cái người vô gia cư, chúng tôi không có giúp họ đâu. Thật ra là chúng tôi giúp, nhưng mà cái mục đích không phải là mục đích tối cao, không phải là gì cả. Cái mục đích trong cái cuộc sống của người Phật tử thì có thể nào mà thú thật với quý vị không? Tại vì theo cái ý kiến của Thầy là người Phật tử là cái mục đích là cúng từ dường bố thí, cúng dường cho Phật và Bồ Tát.
We are not in a charity business. Chúng tôi là không có trong, không có làm cái việc từ thiện. Không, cái mục đích không phải là làm từ thiện là việc chính. Yes, yellow. Màu vàng. White. Màu trắng. Master, does it mean that that bodhisattva is not yet sincere? Because in the same setting, the dragon girl who offer a pearl immediately become a Buddha. Thầy có phải là vị Bồ Tát đó không? Có phải là thành tâm hay không? Tại vì tiểu long nữ là cúng dường cái hạt châu là ngay tức khắc trở thành Phật. The people who talk about sincerity, những người mà nói về thành tâm là những cái người mà không có, là không có nó, thiếu nó. Who are you to make a comment about a Mahasattva? Quý vị là ai mà dám Mahasattva? Dám có ý kiến về một cái người Đại Bồ Tát? Quý vị có phải là Đại Bồ Tát không? Judge. Tại sao mà dám? Are you Bodhisattva? Dám đánh giá một cái người Bồ Tát? Quý vị có phải là Bồ Tát hay không? Làm sao mà quý vị dám đánh giá về cái người xuất gia hay không? Quý vị có phải là người xuất gia không? Sao mà ngu si quá vậy? Làm như vậy là tạo nghiệp đó. Cái đó gọi là phỉ báng. Hiểu không? Nếu như mà người không phải là Phật tử thì họ không có phải mang tội đâu. Nhưng mà ông là người Phật tử mà làm như vậy là tạo nghiệp. Ông như vậy là không có ai muốn là thầy của ông đâu. Cái này nó nặng lắm đó. Mấy cái người mà không phải là Phật tử thì họ nói là ồ, tôi thấy cái vị Bồ Tát làm như vậy họ không có hiểu, thì họ nói là nó không có lý. Nhưng mà quý vị là cái người Phật tử, quý vị học về Phật pháp rồi, quý vị nói là ồ, cái vị Đại Bồ Tát này là thế này thế kia, là quý vị quá ngu si đi. Ngưng lại đi. Quý vị không có đủ tư cách để mà đánh giá hoặc là đưa ra những cái ý kiến như vậy. Thầy thấy tốt hơn rồi. Anyone else? Có ai khác không? YouTube answer. YouTube có câu trả lời. So we have a follow-up comment from T.Hugh. Yes. So the person he or she is referencing the Sutra of Past Vows of Earth Store Bodhisattva. Trong cái kinh bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Question, but why some beings have blessing for one life and others have blessings for many lives? Yeah. So, so therefore the Buddha teaches about comparative giving. Yeah. Thì cái này sao? Đây là dành cho những cái người mà trình độ thấp thôi. Chúng ta những cái người mà đại thừa, chúng ta đâu có lo về cái những cái điều này. The Buddhist teaching, don't be confused. Buddhist teaching has many, Phật giáo, Phật pháp có nhiều cái giai đoạn. Có nghĩa là khi mà đầu tiên khởi ra là Ngài dạy về các vị thiên nhân rồi những cái người ngoại đạo, thì Ngài dạy cái trình độ đó để cho họ có thể hiểu được, giống như là trình độ tiểu học. Rồi sau đó tới cái thời phương đẳng, rồi Ngài mới nói là ngươi có thể, quý vị là bắt đầu có cái trình độ rồi, để ta nói thêm một chút xíu nữa. Cho nên lệ thuộc vào quý vị là người nào mà cái giáo pháp nó sẽ khác nhau. Ví dụ như thầy vừa mới mắng một cái người mà Phật tử ngu si, nhưng mà thầy không có dám nói như vậy đối với một cái người ngoại đạo, mà mình sẽ rất là lịch sự. Đúng rồi, ok, cái thùng phước xuyên nằm ở đó. Dĩ nhiên là nó khác nhau rồi. Cái giáo pháp lúc nào nó cũng có nhiều trình độ, nhiều tầng lớp, tùy thuộc vào cái căn cơ của người nghe. Những cái điều mà thầy nói, những cái điều mà Phật nói ở trong cái kinh Địa Tạng là dành cho những cái người trình độ thấp. Thầy đang nói về cái trình độ cao mà chúng ta không có còn tính toán nữa, chúng ta không có còn lừa gạt gì nữa.
All right. Anyone else? Còn ai khác không? Okay. Spiritual penetration. That's today, right? Thần thông là ngày hôm nay đúng không? Nếu như mà những cái người nào mà muốn có thần thông thì là cái chuyện này nó xảy ra. Tâm 90, nếu hiểu được cái ý chỉ ấy thì gọi là Phật thân, cũng gọi là Bồ Đề Niết Bàn, là giải thoát tri kiến. What is off knowledge? Did I miss something here? Off knowledge and vision. It should be an off the knowledge and vision, not the off. An off the knowledge and vision. Tiếng Anh là nói hơi sai một chút xíu. Flip it around somehow. Nên khi mà sửa thì chắc là ghi cái trật tự từ tiếng Anh nó hơi. Okay. Commentary 91. Referring to something here that's beyond our. Ngài nói về những cái điều mà nó vượt qua khỏi level. Cái trình độ của chúng ta. To simply tell you that, you know, this Patriarch is incredible. Vị tổ này á, ngài tuyệt vời lắm, ngài cứ đẩy tới cái giới hạn. Quý vị thấy để ý cái cách mà ngài dạy thì đầu tiên á, là sau khi mà thấy được thật thánh á, là cái chuyện nó xảy ra là quý vị không có thấy cái gì hết, trong tâm là toàn trống không, quý vị không có cái sự chấp trước gì hết, được không? Cái đó là cái lời dạy đầu tiên. Rồi sau đó, ngài mới tăng lên. He raised the temper, he says. Ngài tăng cái nhiệt độ lên. Rồi mới nói là khi mà quý vị như vậy đó, establish dhammas. Thì tới lúc đó là quý vị có thể lập được môn pháp. Quý vị để ý không? It's beautiful. Đẹp tuyệt vời á, rất là thâm sâu. If you non-Buddhist, nếu quý vị là cái không phải là người Phật tử, elementary people. Những cái người mà trình độ tiểu học á, quý vị nhìn vô cứ nói là tánh là gì đó, là cái này nó vô lý quá đi, không có cái ý nghĩa gì để mà nói hết á. Nhưng mà ngài nói á, quý vị chưa có tới đó, thành ra là quý vị không có thấy được cái lời dạy này nó đẹp tới cỡ nào. When you see yourself nature, because khi mà quý vị thấy được cái Phật tánh, cái bổn tánh, is just barely enlightened. Tại vì cái chỗ này là trí thành mới mới đắc giác ngộ thôi, thì ngài mới nói là khi mà thấy được cái tự tánh, thì quý vị lên được cái trình độ đó, không còn tham lam về Bồ Đề, về Niết Bàn, rồi không còn cái khái niệm về giải thoát hoặc là tri kiến, không có cái gì mà quý vị tham lam nữa. Cho nên là ngài mới nói, nếu mà ông trở nên đắc giác ngộ thì tất cả những cái điều mà ông học về phía trước đó, nó không còn liên quan gì hết. Cái đó gọi là gì? Certain teaching. Đốn ngộ. Đốn giáo. You don't know what I'm talking about. Okay? So far, bỏ cái tay xuống đi. And then he says, được không? Rồi sau đó thì ngài mới nói, một khi you know, establishing a single dharma, that's when your spiritual penetration really come to the fore and you can do anything you want. Không có một pháp nào để mà tạo lập hết á, thì cái vạn pháp nó mới tạo lập được. Quý vị muốn chùa là cái chùa nó hiện ra, quý vị muốn có đệ tử là đệ tử tới, quý vị muốn có gạo so far so good, được không? You want God? God will come to you. You don't need to come to God. Quý vị muốn thấy Chúa hả? Chúa sẽ hiện ra với quý vị, chứ quý vị không có cần phải chạy đến Chúa. Chúa là mạnh cỡ đó đó. Quý vị tin không? Tại vì quý vị không có tin, thành ra là ngài mới nói là không có cái ý gì để mà nói cho quý vị nghe hết. Rồi sau đó là ngài mới nói. Step up, which I don't understand. Tới cái bước kế tiếp mà thầy không có hiểu được, thành ra là thôi chuyển qua cái kế tiếp đi.
okay. Paying session, okay? Chỗ này so là phải trả tiền mới được. Nếu như mà cho những cái người nào mà tò mò thì thầy sẽ dạy. Tấm 92, người thấy tánh lập ra môn pháp cũng đặng, chẳng lập ra cũng đặng, đi lại tự do, không ngừng, không ngại. So he says on the commentary on slide 93, he says, once you become enlightened, okay, see your nature, khi thấy được cái tánh, meaning become tánh, enlightened. Okay? Thấy tánh có nghĩa là đắc giác ngộ, dharmas or not, thì có thể lập ra được pháp. As you choose. Meaning mà theo cái ý mà mình muốn có nghĩa là sao? Yes. Lập cũng đắc được, mà không lập cũng đắc được. Violence. Cái người violent, ông thầy màu tím. Có thể tạo ra mọi thứ, hoặc là không có tạo ra cái gì hết, hoàn toàn là lệ thuộc vào ông. Đúng rồi, nói là màu đỏ ha, xe màu đỏ hiện ra. I don't want it anymore. Yeah, tôi không muốn nữa. Give it to me. Thôi, đưa cho thầy đi. I will show up. Thầy sẽ hiện ra liền. May I help you? Tôi có thể giúp được hay không? So it means you free. Cái nghĩa là you quý vị tự do. Or not want. Thì có thể muốn hoặc là không muốn. Nghĩa là gì? It doesn't matter. You want. Nó không có quan trọng. Quý vị muốn có chùa hả? Thì quý vị có chùa. Quý vị không muốn có chùa hả? Thì không có chùa. Không còn là tôi bắt buộc phải có chùa, tôi bắt buộc phải có vợ, tôi bắt buộc phải có tiền, tôi bắt buộc phải có cái gì đó để trở thành cái người nào đó. Không, không có đâu. Cái này là quý vị có thể có hoặc là không có thể có theo cái ý của mình. Quý vị không có cần ai khác hết để mà họ có thể chỉ định là quý vị có hoặc là không có. Và đến đi là vô ngại. Thế là quý vị rất là nghèo. Quý vị chuyển qua bên nước Nga là quý vị trở thành một người rất là giàu có. Quý vị đi đến tự do, không có nói là ồ, tôi phải tới để tôi phải cần phải ở đây để mà làm giàu có. Không có đâu. Quý vị đi tới đâu cũng được mà không có cái sự chướng ngại nào hết. Không cần phải có visa. Không cần phải có passport. Không cần thiết. Now he's interested. Bây giờ là ông này ông interested. So that means that they don't have no attachments to anything, so that's why they don't really care for those things. Cái này có phải là không còn cái chấp trước gì hết đúng không? Cái này là đi lại tự do, hoàn toàn tự do. Nếu quý vị nghĩ là quý vị tự do ở cái đất nước này, cái đất nước này là đang là chia rẽ, như vậy thì quý cũng chưa gọi là tự do. Tại vì khi mà quý vị rời khỏi cái đất nước này là quý vị không còn là tự do nữa. Cho nên cái việc tự do này là nó ràng buộc quý vị, là quý vị bắt buộc phải ở trong cái phạm vi này quý vị mới có được tự do. Tại vì nếu mà quý vị nhìn vô cái bức tranh lớn đó là quý vị không có phải tự do. Cho nên cái tự do mà người ta nói tới nó không phải là tự do mà nó là cái sự mua lệ. Còn ở đây, sau khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi, cho dù quý vị có là người Mỹ, Quốc, hoặc là người Đại Hàn, hoặc là thôi, quý vị không có muốn làm cái người chịu châu. Không quan trọng nữa. Khi mà quý vị muốn cái gì thì là quý vị sẽ trở thành như vậy. Theo cái ý của mình, cái đó mới gọi là tự do. Không có cái gì mà có thể cản trở quý vị được. Được không? Không có phải là cái con COVID-19 đâu. Nothing. Hoàn toàn không là cái gì hết. Bless you. God bless you. God bless you. 94.
894. Phải chỗ dùng thì tùy cơ mà làm, phải chỗ nói thì tùy cơ mà đáp, hiện khắp hóa thân mà chẳng lìa tánh mình. This is fantastic. Cái này nó hay quá đi. She's burping. When I'm about to say something important, I look at it. Này đáng là tính nói cái chuyện so gì mà quan trọng là cái người này là họ lại rên lên. Meaning what? Phải chỗ dùng thì phải tùy cơ. Nghĩa là gì? Là quý vị biết làm cái gì. Và cái chỗ dùng này là nó nằm trong quý vị. Họ biết làm cái gì. The translation not that good, but I. Cái việc thông dịch nó không có tốt lắm, nhưng mà thường nay thì mệt quá rồi. For some reason, they function correctly. The translation is not that good. But what? Let me explain to you. Nhưng mà thôi để thầy giải thích cho quý vị nó có ý nghĩa gì. He means that whatever he needs to do. Nghĩa là tất cả những cái điều mà he knows he should do it. Mà ông mà cần làm đó là so ông biết làm. Give me an example. Ví dụ. Okay. You drive. Lái xe. Okay. All of a sudden. Và tự nhiên. You turn left. Quẹo trái. You know what I mean? Vì biết đâu. You're supposed to get on the freeway. Quý vị phải đi ra cái freeway. Ways. Your GPS. Quý vị dùng cái Waze nó chỉ đường. Quý vị không có dùng cái đó, GPS Waze hả? Làm sao mà quý vị có thể sống mà không dùng cái Waze không? So, your GPS tells you, thì cái GPS, cái bản đồ nói là quý vị phải đi cho 1,000, trong 1,000 feet tới là rẽ trái. Okay. And all of a sudden, thường thường Waze, là quý vị right? theo cái chỉ dẫn của Waze rồi ngay cái lúc đó cái tự nhiên cái quý vị right. quả phải okay. And you go. Rồi quý vị đi mới hóa ra là ở bên đó That's là nó có cái tai nạn xe mà cái chương trình Waze nó chưa có update. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà ý ám chỉ như vậy. Quý vị tự nhiên biết làm mà không cần phải suy nghĩ. Cứ làm thôi. Mà có nhiều khi là quý vị nóng giận quý vị to tiếng một cái người nào đó. Rồi có nhiều khi là quý vị là em yêu là tuyệt lắm. Ok honey, cứ tiếp tục đi, đừng có bỏ chạy. Đúng không? Cho nên là không có một cái quy tắc nào hết. Quý vị tự nhiên biết làm cái gì ngay cái thời khắc đó. Cái đó là cái lúc mà họ quyết định, họ làm gián điệp, họ theo dõi quý vị. Ok, 9 giờ là đi ra ngoài xong rồi phải đi tới Starbucks uống cà phê. Rồi cái lúc đó là họ tính ám sát quý vị, họ chờ đợi ở chỗ Starbucks đó để mà bắn dùng cái khẩu sniper đó, cái súng giảm thanh. Hey, sao mà quý vị nhàm chán quá vậy? Rồi cái buổi sáng ngày hôm đó, quý vị quyết định đi tới cái tiệm donut, Dunkin Donut. And that's what they meant by thì cái đó là cái okay, đó người ta nói là ứng dụng tùy cơ mà làm. That is, quý vị nói những cái điều gì đó, quý vị làm cái điều gì đó là nó phù hợp ngay cái thời khắc đó. This is what drives me insane, because when you go near these bodhisattvas, khi mà quý vị tới gần những cái vị Bồ Tát đó, họ không có bất cứ một cái quy tắc gì hết, họ không có cái lý do gì hết, mà cứ làm thôi, nhảy lên xe rồi đi như vậy.
go take a dump instead of talking to the visitor. Đi mua. Okay. This is know what to do. Nó tự nhiên biết làm rồi. Ngay tức khắc như vậy thôi, không có một cái lý do gì khác. Okay. And that's what is meant right here. Cái đó là cái tấm này nó có ý như vậy là ứng dụng tùy tác. Tất cả những cái gì mà quý vị muốn làm thì quý vị cứ tùy tác thôi, tùy cơ mà làm. Không có cái gì mà lên kế hoạch trước hết. Cái lúc đó là tự nhiên quý vị vào phải thay vì vào trái. Một tiếng. Is it conscious or is it like kind of unconscious? Đó là có ý thức hay là vô ý thức? Not conscious, not unconscious. Không phải ý thức mà cũng không phải là vô ý thức. Okay. Not the conscious you're talking about. Không phải là cái ý thức mà quý vị nói tới mà cũng không phải là cái vô ý thức mà quý vị nói đâu mà nó vượt ra khỏi đây. And seeing all transformation bodies integral with the self nature. Phổ kiến hóa thân, thấy được cái những cái hóa thân và chẳng lìa tánh mình. Có ai có ý kiến không mọi người? And this is why. Cái chỗ này là cái lý do tại sao mà để có thể tới đây được đó. In order to become enlightened, in order to become yourself, to see yourself, để có thể đắc giác ngộ, để có thể thấy được tự tánh, thì quý vị không thể nào mà lo lắng được về cái tiền thuê nhà hàng tháng, hoặc là quý vị không thể nào mà lo lắng về những thứ khác, tại vì cái đó là dục vọng. Được không? Nếu như mà mỗi ngày mà quý vị thức dậy mà cứ nói là, ô, làm sao để mà tôi có thể kiếm tiền để trả tiền nhà tháng này đây? Thì như vậy là cái tâm của quý vị không thể nào mà được tự do. Mỗi ngày mà quý vị đều thấy là trả tiền nhà, trả tiền thuê, cho chó ăn. Right? So, okay. So that's why this is what's lost. This is what I really appreciate. Cho nên cái chỗ này mà đã bị mất rồi, thầy rất là biết ơn. Because I went there and they gave us food, they gave us clothing, cái hệ thống ở bên sư phụ thầy đi qua bên đó là được họ cung cấp cho những cái chỗ ăn, chỗ ở này nọ mà không phải lo lắng gì hết. Mà nếu như mà đi ra ngoài là phải lo là cái phí di chuyển cái gì đó. Ví dụ như là hồi mà thầy đi bên Đài Loan á, thầy đau mắt á là phải trả 10 đô la để mình đi bác sĩ mắt. Quý vị tưởng tượng đi ở bên Đài Loan á, tốn 10 đồng như vậy. Sao? Đấy tốn là nhiều? 2 đô la hả? Sao mà quá vậy? Her husband costs more. You see what I mean? And the point is that if we have to worry about these things, nếu mà quý vị phải lo lắng về những cái điều này, we cannot become enlightened. Thì chúng ta không thể nào đắc giác ngộ được, cái tâm không thể nào mà trống không được. Tại sao mà những cái người tăng ni thời bây giờ phải lo lắng về tiền bạc, lo lắng về đồ ăn thức uống này nọ, lo lắng về danh vọng? Thì nó sai rồi. Chính vì vậy mà đạo Phật càng ngày càng đi xuống, mà ngay cả những cái người đạo Công giáo á là cũng phải đang đi xuống dốc, là tại vì quý vị lo lắng nhiều quá đi. Mà quý vị không thể nào mà làm trống không cái tâm được, tại vì quý vị lệ thuộc vào người nào đó để người ta cho tiền quý vị. Quý vị lệ thuộc vào cái người chủ để họ trả tiền lương cho quý vị. Cho nên những người đó họ không thể nào mà ra cái ngộ được. Yes. But don't we need a certain amount of struggle in order to be motivated to cultivate? Không phải là mình phải có những cái chướng ngại thì mới có cái động lực để mà tu hay sao? Struggles are not the same as necessities. Struggle không giống như vậy. Struggles that you're referring to are a matter of choices. Necessities are not choices.
cái sự vật lộn đấu tranh ấy là nó thuộc về cái sự lựa chọn của con, cái thiếu mà cần thiết ấy là quý vị không có thể làm chủ được. It's really necessary. You decided you need it. That becomes a necessity for you. Vì nếu mà when the struggle is that you cái điều cần thiết là quý vị lệ thuộc vào nó, quý vị phải có, còn trong khi đó cái sự mà đấu tranh á thì quý vị có thể vùng vẫy vật lộn, quý vị làm chủ được. Cái đó là cái sự khác nhau. Alright, any other questions? Có ai có câu hỏi nào khác không? Alright, so this is a lot more advanced. You see, now he's talking about là cái chỗ này, ngài nói về những cái hóa thân, ngài nói về những cái trình độ rất là cao, không có liên hệ gì đối với chúng tôi, thành ra không có ý gì để mà mình bàn thảo về cái việc này. Next, tâm kế tiếp, còn vài phút nữa. Tâm 96, tức là đạt được tự tại thần thông, du hí tam muội, ấy gọi là thấy tánh. Chi đờ tự tại thần thông, hữu xi san mei, thị minh kiến sinh. 97. Okay. Tâm 97. This is how exactly how you attain. Cái này là cái cách mà quý vị đạt được cái sự tự do. Okay. You attain can we change this to cái này thầy có thể thay đổi được tiếng Anh một chút xíu không? Because it's not really independence in the sense of we English, we American people know. Tiếng Anh like, không you know, phải là cái từ independence, cũng giống như là cái ngày độc lập không phải như vậy đâu. Fireworks and all those things, là cái turkey and, ngày độc lập là quý vị đốt pháo bông, quý vị ăn gà nướng, đồ nướng này nọ, không có đâu. Tiếng Anh gọi là self-mastery, là thần thông tự tại. You know, you can use whatever you want. In America, when you use the word independence, okay? Bên Anh Quốc thì quý vị dùng cái từ khác, nhưng mà bên nước Mỹ mà quý vị dùng cái từ independent thì người ta lại nghĩ là cái ngày độc lập. They obtain self-mastery. Gọi là cái từ phải dùng cái từ self-mastery là tự tại. Thần thông, spiritual power, that's correct. Thần thông. Yếu xi san mei. And samaya playfulness, that's fine. Let me tự tại thần thông. Can we? Hoặc là du hí tam muội. Go shopping. Okay, để thầy giải thích nhanh cho quý vị rồi mình đi mua sắm. Okay. Đủ rồi, đúng không? If you ngài nói, nếu như mà muốn đắc được tự tại thần thông, có nghĩa là tự quý vị làm chủ mình, chứ không có phải là Google. Okay. Because as long you use that Google search, nếu như mà quý vị còn dùng cái search của Google là quý vị lệ thuộc vào Google. But he's talking about more. Cái này là ngài nói nhiều hơn cái nó nữa, là quý vị không có lệ thuộc vào một cái người nào đó mà để mà họ cung cấp tiền bạc hoặc là những cái đồ mà quý vị cần thiết. Và cái tư tưởng này là quý vị làm chủ mình, không có ai bảo quý vị làm cái gì được. Because as long you have someone as someone else as a boss. Nếu mà quý vị có người nào đó họ làm chủ của quý vị thì họ quyết định cho quý vị được. Còn ở đây tự tại là tôi tự làm những cái, tự trở thành cái gì mà tôi muốn, hoặc là tôi có thể làm những cái việc gì mà tôi thích. In America, in the West, we call it freedom. It's really not freedom. Cho nên ở trong nước Mỹ người ta gọi là tự do, mà thực ra nó không phải là tự do đâu. In English, freedom is actually slavery. Bên tiếng Anh tự do thật ra là nô lệ. Bên tiếng Mỹ gọi là tự do, nhưng mà ở bên Afghanistan thì họ lại gọi là không phải là tự do. So it's self-mastery, meaning that tự tại you có nghĩa là decide quý vị tự quyết định cuộc sống của mình, không có ai quyết định cho quý vị. Quý vị không lệ thuộc vào bất cứ người nào. Case in point. Ví dụ
It may offend some of you. Chứ này thầy có thể đụng chạm một số người quý vị. Okay. Are you upset when people don't like you? Someone doesn't like you? Quý vị có buồn lòng khi mà có ai đó không thích quý vị không? You. Mm. Hey, Korean girl. Cô đại hàn. When your shifu khi sư phụ của cô không có còn thích cô nữa thì có làm cho cô buồn không? It hurts, right? Đau lòng phải không? Dĩ nhiên rồi, không thể nào. That's not self-mastery. Cái đó không phải là tự tại. I keep telling people this. Thầy cứ nói người ta là nếu như mà quý vị muốn người khác thích mình, cái đó không phải là tự tại. She agrees. Cô bé đã đồng ý. Spiritual powers. Thần thông. And the samadhi playfulness. Và du hí tam muội. Yu xi san mei. Yu xi is what? Du hí là gì? Game. Hả? Game. Game. Du hí này là chơi đùa. What's a famous game now? I don't play games. I'm sorry. Cái game nào mà nổi tiếng đây? Thầy quên mất cái tên rồi. I don't know what kind of games are popular now. Cái game nào mà quý vị nổi tiếng ở đâu? Doom nó cũ rồi, từ năm 1980 mà Doom. Oh, nó có cái version Doom mới. Doom chứ không phải là Doom. Playfulness here, yoshi here refers to the fact. Du hí này. You can fool around without any limitations. Là du hí này là quý vị có thể vui chơi mà không hề có cái sự hạn chế nào hết. Quý vị muốn làm gì thì làm. Anything. Bất cứ thứ gì. And I'm waiting for questions or comments. Thì đang là chờ đợi có người hỏi hoặc là có ý kiến hoặc là chê bai. Mau mau đi, hết thời gian rồi, còn có 2 phút nữa thôi. Mau. Thấy không? Thì biết mà. Có nhiều người nói là quý vị là cái người hạng người gì vậy? Not freedom, self-mastery, sir. Cái này không phải là tự do đâu mà gọi là tự tại. Being self-master and anarchy or being an anarchist. Repeat that. Lặp lại được không? What is the difference between you being your own? Do you say self-mastery and between anarchy? Anarchy. What? Anarchy? Cái gì? Anarchy. Yeah. There's no difference. Không có cái sự khác nhau gì hết. Why are you stuck on anarchy or self-mastery? You can have self-mastery in the midst of anarchy. Thì quý vị có thể tự tại trong cái you don't still have to follow the rules. And you know, say like for example, even your self-master, I mean not self-master, your self-mastery, you don't have to follow like the Buddhist rules or the Buddhist precepts anyways. I refuse to answer that. Thầy signing the Fifth Amendment. Từ chối. Không có trả lời cái câu hỏi đó. Nice try. Catholics, you can't trust them. Mấy cái người đạo Công giáo không có tin tưởng được. When you get there, then you have. Khi mà quý vị tới cái chỗ đó thì quý vị sẽ có câu trả lời. Okay. It's not meant for us to divulge it to you because then it becomes like, oh, I know, you guys keep on talking. When you get there, you say that. Bây giờ là quý vị cứ nói thôi. Nhưng mà khi mà quý vị tới đó rồi thì quý vị nói là đã đạt được thần thông tự tại, đạt được cái du hí tam muội. Có nghĩa là quý vị vui chơi thoải mái.
in samadhi. Trong cái tam muội, trong you know, cái the Buddhist, cái thần them low level Buddhist and you non Buddhist. Trong cái định, cái gì không? Biết không? Mấy cái người đạo Phật mà right? là trình độ thấp là trong cái định là họ như vậy đó. Người Đại Hàn. You samadhi for you, right? Khi tam muội của quý vị đó. Samadhi for you, right? Thì định đối với quý vị là one day, right? Một ngày đúng không? That's samadhi for you. Cái đó là định real lực. Samadhi is called yosi sanme. Cái định lực chân chính nó gọi là vui tam muội. Quý vị vui chơi như vậy mà quý vị vẫn kho ở trong định. It's not the kind of things that không có phải là cái thứ mà quý vị bị nhồi sọ đâu. And this is why và đấy là lý do mà tại sao chúng tôi không có nói cho quý vị biết. Your questions tại vì cái câu hỏi của quý vị reveal where you are. Nó lộ ra cái điểm quý vị đang ở đâu. Có hiểu không? If you understand, you nếu don't quý vị hiểu thì quý vị sẽ không hỏi. Tại vì cái câu hỏi nó lộ ra được cái trình độ hiểu biết của quý vị. Okay. But it's not that these beings are nhưng mà những cái chúng sanh này không phải là họ giữ những cái điều này đâu, nhưng mà thật ra là nó không phải là để mà thảo luận, để mà lấy le với quý vị, mà chỉ là có những cái thứ mà gọi là tự tại thần thông, là du hí tam muội. If you believe it, nếu quý vị tin there, thì khi mà quý vị tới đó rồi thì quý vị thấy là cái chỗ này là cái chỗ lục tổ nói, vậy đang nói. Okay. In the 6th century, he talked about in 6th century. Từ cái thế kỷ thứ 6 đó ngài nói như vậy. Quý vị thấy là wow. He wasn't pulling our legs. Ngài không có phải là nói với chúng ta. This is a challenge for you. Đây là cái sự thử thách đối với quý vị, không phải là để cho quý vị hiểu đâu. Là cái thử thách này là nếu như mà quý vị muốn thực hiện cái nhiệm vụ đó, then you will find out for yourself. Thì tự quý vị sẽ tìm thấy. We will destruct within 30 seconds. Còn nếu không là sẽ bị hủy diệt trong vòng 30 giây. Okay. This is fantastic. This is. Cái gì nó tuyệt vời. Can you imagine? Cái gì có thể tưởng tượng được không? Là cái định lực này. A playfulness. Là vui tam muội. Quý vị hiểu được cái sự mà vui chơi là quý vị đi vòng vòng, quý vị vui vẻ như vậy, được thưởng thụ như vậy mà quý vị vẫn còn ở trong định. Need I say more? Cần thầy nói thêm nữa không? Okay. No, I prefer orange. Oh, thầy muốn với màu cam. Too bad. Master, since okay. there was a mentioning okay. of games, different new games nowadays, so the question is, when people are playing games or reading books, they are killing lots of people, making very bloody. Are you reading books that are very killing and violent? Are you dealing with any karma? Are you creating any karma? Or is free of karma when you play game or when you read books? Nhưng mà chơi game như vậy là có tạo nghiệp không hay là không có nghiệp? Khi nào mà chơi game mà không có nghiệp đâu? À, rõ ràng cái cô này không phải là người Phật tử rồi. Khi mà chơi cái game mà chém giết ở trong cái game đó, cẩn thận nha. Mình đang là va chạm cái người mà người ta chơi game. I like playing games. Thầy thích chơi game mà. Does that answer the question? Cái đó có trả lời câu hỏi được không? Dạ chưa, vẫn chưa trả lời. I must spell everything for her. This is what cái cô này là ép thầy là phải nói toàn bóng nghe. I like to play games. Thầy thích chơi game. And if I'm creating offenses, so be it. Nếu như mà thầy tạo nghiệp hả? Kệ.
Cái cô này cô chán quá đi, cố là phải không? Không thể nào mà tạo nghiệp được. Nếu mà quý vị không thể nào mà tạo nghiệp á, thì cái đó không phải, không gọi là du hí. Yes. Một tí. Well, yesterday you were talking about during the lecture you were talking about Master Ching Liang's vows and said, thầy nói kill anything, even think about killing anything. How, cái tiêu chuẩn mà ngài Thanh Lương đề ra là trong tâm cũng không có phạm giới. So she's talking about killing. Cô này cô nói á, là trong cái game chơi á, là chém giết thì cái ngài Thanh Lương á, ngài cũng không có làm những cái việc đó trong cái tâm. Không có câu hỏi hả? Không con chỉ nhắc lại cái lời ngày hôm qua mà thầy nói về cái ngài Thanh Lương thôi. Là trong cái tâm mà giết. Cái ông này thiệt tình là ông giết thầy. Thầy nhìn có phải giống như là 9 feet cao chính thức giống như ngài đó không? Ngài là ngài, kệ, cứ để ngài đi vậy đi. Need to play a video game is a desire to fulfill something because you haven't found your wholeness. So if you're playing video games, it's not that playful samadhi because you're trying to fulfill a desire there. Thật ra là khi mà chơi game nó không phải là du hí tam muội. Mấy cái người này ngoại đạo người nói là ô quý vị gọi là du hí tam muội hả? Cái đó không phải đâu. Tại vì chơi game đó là quý vị còn cái chấp trước, quý vị còn có cái sự ham muốn mà thỏa mãn cái sự ham muốn gì đó. Cô không phải như vậy đâu, cô không có hiểu mình đang nói cái gì. How did we survive with all you losers? Làm sao mà mình sinh tồn được với những cái người loser này đi? Quý vị ở đây làm cái gì vậy? I just can't imagine the Buddha. Thầy không thể tưởng tượng được là khi mà Phật mà ngồi nói pháp cho một ngàn người ngu si. Ông thầy xin lỗi nha. Thầy frustrated quá đi. This is my own opinion that could be wrong too. But here we go again. I mean, I don't see anything wrong playing video games, not even as a Buddhist perspective, because it's not real. So if you're killing something in a machine, why should I don't see any karma retributions about that. Thật ra là cái chơi game này, cái game này là cái ảo thôi. Thành ra ông không có nghĩ là chơi game là tạo nghiệp. Do you play games? Cái câu hỏi đầu tiên, ông có chơi game không? Absolutely. Huh? Dĩ nhiên rồi. Absolutely yes. He plays games. Có, ông chơi game. What kind of games? Ông chơi game gì? Wait, để thầy nói. Monopoly. Có phải game Monopoly không? I don't believe you. Thầy không có tin ông nào. That's the funny thing is that what it means. Cái điều hài hước á là. What it means here. Ở đây cái ý là self mastery meaning that tự tại. Tự tại là ngài không có lo lắng những cái điều mà quý vị suy nghĩ hoặc là những cái điều mà quý vị thích hay là không thích cái gì đó, chơi game gì đó. Ô, quý vị thích tôi hả? Ok, quý vị ghét tôi hả? Ok. Được không? Cái đó là tự tại. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta có cái vấn đề là khi một cái người nào mà phỉ báng quý vị, mà chê bai quý vị là ô trời ơi, 25 năm rồi mà cũng còn chưa có ngừng lại nữa hả? Đúng không? Rồi cái chuyện xảy ra là cứ lặp đi lặp lại hoài. Okay, so thì cứ là ôi trời ơi, tại sao mà tôi cứ phải làm những cái chuyện này vậy? Thì ra là quý vị không có cái tự tại. Những cái người mà đã giác ngộ rồi đây là rồi sao nữa? Rồi còn gì nữa? Rồi sao nữa? Rồi gì nữa? And then the samadhi playfulness. Rồi sau đó là nói là cái du hí tam muội. It's funny because most people when they look at cultivation, đa số những cái người mà họ
nhìn vô cái việc tu hành này, đại khái là cái những cái người đại hàn đó là họ nghiêm túc như vậy đó. Look at Joge order. Nhìn vô cái Joge order thì xem quý vị thấy. This is life and death. Cái này là là cái Buddha chuyện sanh tử. Quý vị để ý không? Thì Phật nói đó. Ta đến cái đất nước cõi ta bà này là để cứu độ quý vị chúng sanh. Quý vị phải nhớ là cuộc sống nó khổ sở quá đi rồi, ngài cứ lặp đi lặp lại rồi cho tới khi mà đệ tử của ngài mà họ đã giác ngộ rồi, họ trở nên du ý tham muội là sống hả, ok, chết hả, ok, cứ chơi đi, du ý đi. Họ không có serious về cái vấn đề gì hết, hoàn toàn không giống như những cái điều mà Phật dạy. Cái đó gọi là tự tại. Quý vị không còn lệ thuộc vào cái tiêu chuẩn của đạo Phật, của Đức Phật. Tại vì một khi mà quý vị tới đó thì quý vị nói là không, không, cái này là tôi này đây, tôi phải ở trong cái khoảng này để mà có thể tự tại, thì cái đó không có phải là gọi tự tại. Cái đó cũng không gọi là du hí. Du hí là quý vị ở bất cứ cái chỗ nào mà không cần có lý do gì hết. Quý vị có thể trên mây, hoặc là quý vị có thể là cái người hề, quý vị có thể là bay ra nữa, quý vị có thể là ông trâm, không cần đâu. Ok, quý vị có thể là cái người đảng dân chủ, có thể là đảng cộng hòa, quý vị có thể là Putin. You no longer. Quý vị không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một cái luật lệ nào. Let's call faith playfulness. Cho nên gọi là du hí. And in particular, you don't take đặc biệt seriously là quý vị không có nhìn cái bản thân mà quá serious, quá nghiêm trọng. Tuyệt vời không? Because deep down, tại vì thâm sâu quý vị có những cái hình tượng về bản thân mình, đúng không? Chúng ta đều có những cái sự trông đợi vào và đối với cái bản thân mình mà quý vị phải cố gắng rất là suốt cả cuộc đời để mà giữ cái hình tượng đó. Ngài nói là thầy ngày hôm qua là thầy nói về những cái tiêu chuẩn của ngày thanh lương thì nó lại trái ngược với ngày hôm nay. Thì khi mà phát nguyện là phải có những cái tiêu chuẩn nó nghiêm trọng như thế nào, còn ở đây thì thầy lại nói là du hí tâm muội. Buddha that we've basically read about has made like strict vows and tại vì cái tất cả những cái vị Phật mà chúng ta biết là ai cũng phát những cái đại nguyện và có những cái tiêu chuẩn của cái việc phát nguyện. It's a fair question. But you need to be Asian to understand it. Cái này là cái câu hỏi rất hay, nhưng mà quý vị phải, ông phải là người châu Á thì ông mới hiểu được. I can't explain to you. Thầy không có thể nào mà giải thích cho quý vị. Quý vị người châu Á, quý vị hiểu đúng không? You understand, right? Ông hiểu hả? Quý vị hiểu phải không? See what I mean? Biết thì hiểu ý thầy không? No, it's you cannot be that inflexible. Quý vị không thể nào mà cứng nhắc như vậy. Different set of people. Ngày hôm qua là dành cho những cái người khác, những cái người căn cơ khác. Ngày hôm nay là để mà tháo gỡ những cái điều đó. Cái đó là Phật giáo đó. Phật dạy, Phật nói là có, nhưng mà Phật cũng nói không. Cho nên hoàn toàn là Phật giáo. Thôi thôi thôi, bỏ thay xuống đi, hết. Hết giờ rồi. Quý vị hiểu không? Cái này rất là Phật giáo. Phật đó là không phải là chỉ có. Không, 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 có, không, không có. Cứ tiếp tục như vậy đó. Hoàn toàn là Phật giáo. Cho nên gọi là du hí. And that, by the way, is not in contradiction to yesterday. Mà thật ra cái điều này nó hoàn toàn không có trái ngược với những cái điều ngày hôm qua đâu. Tưởng là trái ngược nhưng không phải. Okay. So
So that's called the middle way. Cho nên đấy gọi là trung đạo. Khi mà quý vị nói giống như ngày hôm qua, đó là phải có tiêu chuẩn, mục tiêu, rồi tôi không thể nào rời bỏ cái chú ý chẳng hạn. Tôi không thể nào đạp chân vô cái đất ni tự. Giống như ngày hôm qua là, ngày hôm nay là ok, cứ đi vô ni tự đi, hoàn toàn được. Ok. And Master Ching Yang would not disagree. Ngài Thanh Lương sẽ không bất đồng ý kiến được, thì dám nói như vậy. Basically he's saying, Ngài nói là tôi Thanh Lương, tôi sẽ không làm những cái điều đó. Không có nghĩa rằng là quý vị không thể làm được. Hiểu không? Ngày hôm nay là Thầy nhắc quý vị có thể làm những cái điều của quý vị. Ngài vẫn có thể làm những cái điều của Ngài, mà hai cái điều này hoàn toàn không đối chọi nhau. That's Buddhism. Đó là Phật pháp. Why? Tại sao như vậy? When you say that, tại vì khi mà quý vị nói là quý vị phải cái này, quý vị phải là that's one-sided. Communist hoặc là Republican này nó, cái đó chỉ là một chiều thôi, cái đó không phải là thực tế đâu. Tại vì thực tế là quý vị có Trump và quý vị có người phản đối Trump, cái đó nó mới là cân bằng cuộc sống. Quý vị không thể là chúng tôi là phản đối Trump rồi không có ai mà ủng hộ Trump. Này, đừng có dẫn chứng lời thầy nghe không, cứ thảm ơn. Thầy đùa thế mà. Cho nên cuộc sống là cộng và trừ, black and white, trắng và đen. Đó là cuộc sống. Quý vị không có thể nào mà nói là cuộc sống là chỉ gọi là hoàn toàn tốt, và cuộc sống là cũng phải có COVID-19 và có chúng tôi ở đây làm những cái việc tốt. Are you impressed, huh, Catholic? Quý vị có okay, impress hay không? Come up with something else. Ok, thôi, thầy sẽ nghĩ cái điều so khác. That's Buddhism right there. Đó là Phật giáo. Buddhism is all over. Phật giáo là đủ mọi thứ hết. Rồi quý vị có thể gọi là du hí, quý vị có thể gọi là bao gồm hết mọi thứ. You expect, du hí là tất cả những cái điều mà quý vị trông chờ chúng tôi sẽ làm ngược lại. That's playfulness. Đó gọi là du hí. That's my dictionary. Trong cái tự điển của thầy là như vậy. So that's Mahayana for you. Đó because là đại thừa. Tại vì bên tiểu thừa nói là không, tôi thanh tịnh. Okay. I am perfect. Tôi hoàn hảo. Okay. That's not Buddhism. Cái đó không phải là Phật giáo. Half Buddhism. Cái đó chỉ là the other half một nửa Phật giáo thôi. Tại một nửa khác là cái gì? Tôi không hoàn hảo. Tôi ồn ào. Alright. Because if you must be good. Tại vì nếu mà quý vị phải là người tốt, then you can't save. Thì quý vị không thể nào mà cứu độ những cái người ác. Tại vì người ác của họ không có ấn tượng bởi cái việc tốt đâu, mà quý vị phải làm ác hơn họ thì họ mới ấn tượng. Quý vị đồng ý với thầy không? Tại thầy biết là quý vị là ai cũng là tốt, mà quý vị không có hiểu những cái điều mà thầy nói đâu. Quý vị không hiểu đúng không? You don't understand. You cannot say. Quý vị không thể nào mà many times more cứu cái người ác, trừ khi mà quý vị phải ác hơn họ bao nhiêu mà lần. Same thing. The Hinayana thì cũng y chang như vậy. Cái người bên tiểu thừa họ nghĩ là họ thanh tịnh, họ hoàn hảo, mà thật ra bên đại thừa mình thanh tịnh hơn họ bao nhiêu là lần, và mình hoàn hảo hơn họ bao nhiêu là lần cơ. Màu đen.
màu xanh. A blue. This is like a little story. Well, I can make it in 1 minute. When I was very young, there was a priest that did like a party, and they had like non-religious music. So I asked the priest, why would you put, why do you invite all these people to this party when it's not a religious event? And I said, he said to me, Daniel, how are we going to get more souls to heaven if we just do everything that people don't like to go to? If they come to this mundane party, maybe they could learn about Jesus and maybe go to heaven. Very wise. No comment, please. Ok, rất là thông thái, nhưng mà không có cái ý kiến gì hết. Cảm ơn những cái lời kết thúc mà rất là thành từ cái người đạo công giáo. Cảm ơn quý vị, ngày hôm nay quý vị rất là vui vẻ. Cảm ơn. Lần tới chúng ta tiếp tục tấm 98. Waited 2 hours or